cắt cắt chương 980, băng hải. vu vu, Giang giật đi theo ma tinh một đường dưới đất bôn tẩu, không biết ngày đêm gần như không nghỉ ngơi, trên đường đi Giang giật cũng không cùng ma thiên trò chuyện, cái này đần độn tráng hán, chỉ có một thân man lực, tính cách rất là tùy tiện, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, ngược lại suy nghĩ nhiều kể một ít tình huống, để cho Giang giật khôi phục ký ức. Đi lại 7-8 ngày, hai người bôn tẩu mấy chục vạn lý, Giang giật đối với thiên ma tông tình huống cũng biết một thứ đại khái. Thiên ma tông tại tuyết vực người trong tông xếp hạng đệ tứ, có được di đồ trăm vạn, mà cái này trăm vạn người toàn bộ đều ở tại thiên ma trong núi, kia thiên ma sơn là cửu thần sơn một trong, tu luyện bảo địa, thiên ma tông cũng là tại ngàn năm trước mới đánh xuống thiên ma sơn, tông chủ ma thần thực lực tại bán thần bên trong xem như rất mạnh, nếu không thiên ma tông giờ phút này cũng sẽ không xếp hạng thứ tư. Thiên ma sơn rất lớn, cũng rất cao, phía trên bị người đào móc vô số động phủ, thành ruộng bậc thang đồng dạng chia từng tầng từng tầng. Vượt lên mặt động phủ càng ít, thiên địa nguyên lực cũng càng nồng đậm. Toàn bộ Thiên Ma Sơn chia làm tầng 18, danh sưng thập bát trọng thiên, phía trên nhất là tông chủ ở lại địa phương, phía dưới thì chiến công tính toán, chiến công càng cao có thể ở lại động phủ càng cao, mà giống như thời gian dài không có thu hoạch được chiến công thì sẽ bị khu trục xuống dưới, ở lại địa phương càng ngày càng dưới, thiên địa nguyên khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Ma Thiên cùng Ma Tinh gia gia đã từng là một tên thiên quân đỉnh phong, đạt được một chút chiến công sở dĩ bọn hắn nhất mạch may mắn có thể tại tầng 13 ở lại, bất quá từ khi bọn hắn ra ra cùng ma thiên ma tinh phụ thân chết đi về sau, bọn hắn thu hoạch được quân công càng ngày càng khó, cũng không ngừng bị khu trục, giờ phút này đều ở đến cửu trọng thiên, giống như tháng này còn không thể đánh giết băng thú thu hoạch được chiến công, sẽ bị lần nữa khu trục. Thu hoạch được chiến công rất đơn giản cái kia chính là đánh giết băng thú cùng băng mị, cái này băng thú băng mị là tuyết vực kỳ lạ yêu vật, đều là trong núi băng thai ngén mà ra, có được thần bí năng lượng. Còn như, có được năng lượng gì, mà thiên liền không hiểu được, dù sao thứ này chỉ có thể nộp lên cho tông phái trưởng lão cùng tông chủ, phổ thông di đồ căn bản không hiểu luyện hóa băng thú, cũng nghiêm cấm tự mình luyện hóa, người phát hiện giết chết bất luận tội. Tuyết vực 10 tông đều có trăm vạn di đồ, đương nhiên ẩn tông người gần như không xuất hiện, sở dĩ cửu tông di đồ đều tại tìm kiếm khắp nơi băng thú băng mị, ý đồ đạt được càng nhiều chiến công, đi cao hơn động phủ ở lại, dạng này tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, tại trong tông phái địa vị cũng sẽ càng cao. Mà lại không chỉ là tuyết vực người tông người tại cướp đoạt băng thú băng mị, còn lại mấy trăm tông phái đều là tranh đoạt, đến mức băng thú băng mị phi thường khó tìm tìm, cũng thường xuyên bởi vì một cái băng thú băng mị bộc phát đại chiến, hai tông con em chém giết, hoặc là mấy tông hỗn chiến. Nhất là băng hải bên trong, chiến đấu càng thêm kịch liệt, bởi vì bên trong băng hải băng thú băng mị là nhiều nhất, tới này săn giết băng thú cường giả cũng nhiều hơn. Mà tinh, phía trước liền là băng hải, người nhất định muốn cẩn thận, giống như tình huống không đúng lập tức đào tẩu. Ngay tại trong địa đạo bôn tẩu Ma Thiên đột nhiên ngừng lại, quay đầu cùng Giang giật nói, Giang giật nhẹ gật đầu, thần thức lập tức dò xét ra ngoài, quả nhiên tại phía trước ngoài 10 dặm dò xét đến một mảnh hải vực. Cái này hải vực rất sâu, nhưng mặt biển 10 dặm đều kết thành thật dày tầng băng, Giang giật ở trong nước biển cũng không có dò xét đến bất kỳ yêu thú quái vật bên trong, chỉ có thể phát hiện một chút hải ngư, đây là thuần túy loài cá, cũng không phải là hải yêu. Giang giật hiếu kỳ hỏi thăm về đến, Ma Thiên đại ca, băng thú là cái dạng gì bọn hắn hình thể đại sao còn có băng mị đâu người đây đều không nhớ rõ ma thiên cái này cao mày quay đầu nhìn qua giang giật chỉ có thể mập mờ nói ra đại khái nhớ rõ một chút đại ca nói một chút ta xem một chút có thể hay không hoàn toàn nhớ lại a à nha ma thiên cũng không có để ý nhiều thuận miệng giải thích nói băng thú hình thể cũng không lớn bình thường chỉ có thân người lớn như vậy toàn thân trắng như tuyết có lông dài ngoại hình giống như hải báo có đuôi dài phòng ngự siêu cường tốc độ cực nhanh công kích chủ yếu dựa vào răng nhọn cùng đuôi sắt. Băng nghị thì càng nhỏ hơn, chỉ có như trẻ con lớn nhỏ, toàn thân trong suốt, giống như là u linh, chủ yếu là công kích linh hồn. Đương nhiên, còn có băng thú vương cùng băng nghị vương, lấy thực lực của chúng ta tao ngộ hẳn phải chết, không phải bán thần căn bản không phải đối thủ, bất quá ma tinh không cần lo lắng, băng nghị vương cùng băng thú vương mấy năm khó gặp một lần, chúng ta vận khí không có kém như vậy. Nói xong ở giữa, hai người đã đến băng hải bên trong, Ma thiên cũng không có đi trên biển, cũng không có đi dưới biển, mà là tại mặt biển trong tầng băng khai quật địa động hành tàu, Thiên ma tông lợi chảo rất sắc bén, cùng giang tiểu nô có so sánh, cái này tầng băng xem tình huống cũng cứng rắn như sắt, tại ma thiên lợi chảo phía dưới nhẹ nhõm phá vỡ. Đừng nhúc nhích, phía trên có người, cũng đừng dò xét. Đi lại hơn 20 dặm, ma thiên thân thể đột nhiên bất động, giang giật cũng liền công việc dừng lại hắn cũng không dám dùng thần thức dò xét, chỉ là học ma thiên gián tại tầng băng phía trên, đi cảm ứng mặt băng ba động. Quả nhiên, không có qua quá lâu phía trên truyền đến một trận tiếng bước chân ẩm ập, giống như là một đám voi đi qua, mỗi một lần dậm chân tầng băng đều sẽ có chút rung động. Ma thiên cũng lặng yên truyền âm tới, là mãnh thượng tộc nhân. Mãnh thượng tộc, giang giật trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ma thiên nhìn lướt qua, truyền âm giải thích nói, mãnh thượng tộc ngươi cũng quên đi đây là tuyết vực mười tông xếp hạng đệ thất long tượng tông, mãnh thượng tộc là trời sinh cự nhân, người trưởng thành có cao hai trường, chỉ cần trưởng thành phòng ngự cùng lực lượng tự nhiên nhưng so sánh thiên quân cảnh, bất quá tốc độ tương đối chậm mà thôi. Đương nhiên, như là bình thường mãnh tượng tộc, ta còn là có thể nhẹ nhõm ưng phó. Trưởng thành phòng ngự cùng lực lượng nhưng so sánh thiên quân. Giang giật nội tâm âm thầm hãi nhiên, đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ, cái này thượng cổ để lại chủng tộc cũng quả nhiên kỳ lạ. Thiên tư người bình thường mệt gần chết muốn tu luyện mấy chục năm đều không nhất định có cơ hội đột phá thiên quân, cái này mãnh tượng tộc chỉ cần trưởng thành, tục tự, tự nhiên mà vậy thực lực có thể miễn cưỡng đạt tới thiên quân, người so với người làm người ta tức chết ha. Phía trên mãnh tượng tộc có hơn 10, mà thiên không dám làm loạn, tại nguyên chỗ chờ đợi thời gian một nén nhang, chờ đợi mãnh tượng tộc đi xa, tiếp tục mang theo giang giật tiến lên. Giang giật cũng đi theo hắn đi lại tiểu nửa ngày, gặp hắn một mực tại trong tầng băng hoạt động, có chút nghi ngờ hỏi, mà thiên đại ca, cái này băng thú băng mị đồng dạng tại cái nào hoạt động a à ngươi không phải nói băng hải bên trong tương đối nhiều sao vì sao chúng ta còn không có phát hiện tiểu tử ngươi xem ra cái này đầu óc bị thương không nhỏ a à, cái gì đều quên ma thiên nặng nề thở dài nói băng thú một bên tại đáy biển hoạt động băng mị lại thích tại mặt biển hoạt động chúng ta lại không thể đi đáy biển cũng không thể đi mặt biển bởi vì chúng ta tại trong tầng băng là an toàn nhất chúng ta thiên ma tộc bản thân tự thích hợp trong lòng đất hành tàu chúng ta nhất tộc đặc tính liền là quỷ mị chúng ta thích hợp đánh lén chính diện tác chiến không phải chúng ta năng khiếu hiểu không đã hiểu mà thiên đại ca thật lợi hại giang giật tiện tay vuốt đuôi nịnh bợ mà thiên nhếch miệng cười một tiếng mang theo giang giật tiếp tục vô thanh vô tức hướng phía trước tiến lên sau nửa canh giờ lỗ tai hắn khẽ độc trong ánh mắt hát quang lóe lên quát khẽ phía trước có băng nghị mà lại tại cùng người chiến đấu mà tình ngươi chờ ở tại đây ta đi dò xét một phen nếu như ta không địch lại ngươi tiếp ứng ta tốt giang giật trọng trọng gật đầu mà thiên lợi chảo xoắn động, vô thanh vô tức đào ra một cái thông đạo hướng phía trước bỏ chạy, tốc độ tăng nhanh mấy phần, cả người mặc dù khôi ngô, nhưng hành tẩu nhưng không có nửa điểm thanh âm, tựa như một cái u linh. Băng mị, Giang giật hiếu kỳ nhô ra thần thức, hướng nơi xa giò xét mà đi, muốn nhìn một chút băng mị đến cùng dáng dấp ra sao, cũng nghĩ nhìn xem đang cùng băng mị chiến đấu thượng cổ di tộc. Tìm tòi phía dưới, lại làm cho Giang giật giật nảy cả mình. chương 981, Ải Nhân Tộc nơi xa băng nguyên phía trên một đạo bóng trắng ở phía trên bay tới bay lui cái này bóng trắng như quỷ hồn thoạt nhìn không có nửa điểm thực thể thân thể là hơi mờ tựa như một đoàn mây mù trong thân thể còn có thể nhìn thấy màu trắng kinh mạch tại nó bôn tẩu thời điểm kia màu trắng trong kinh mạch còn có quang mang đang lưu chuyển rất là kỳ dị ngoại hình của nó có chút giống báo bất quá cái đầu rất nhỏ chỉ có hải nhi lớn nhỏ như vậy càng giống là một cái mèo hoang tốc độ của nó rất nhanh như quỷ mị trượt trái trượt phải di động lúc căn bản không có nửa điểm thanh âm, tựa như một trận như gió mát bay tới bay lui. Công kích của hắn cũng là thông qua con mắt phát ra, mỗi lần đôi mắt sáng lên tựu có hai đạo bạch quang bắn ra, bạch quang tốc độ nhanh đến dọa người, thần thức đều truy tung không đến, thoáng cái biến mất. Cái này rõ ràng liền là băng mị, để giang giật giật này cả mình không phải băng mị, mà là cùng băng mị chiến đấu chủng tộc. Kia là hai nhân loại, nghiêm chỉnh mà nói kia là hai cái người lùn, thân thể chỉ có cao hai thước, nhưng bọn hắn lại mỗi người trong tay cầm một cái so với bọn hắn thân thể lớn mấy lần thiết trùy, nhìn dị thường khó chịu cùng buồn cười. Dầm dầm dầm, hai cái này người lùn không ngừng vung vẩy thiết trùy loạn vũ, thân thể mặc dù thấp bé, nhưng là phi thường mau lẹ, hai cái thiết trùy cũng thỉnh thoảng hung hăng nện ở trên mặt băng, để giang giật giật mình ngay ở chỗ này. Mỗi lần thiết trùy đập xuống mặt băng lúc, tầng băng đều kịch liệt chấn động, tiếp lấy bốn phương tám hướng đều vỡ ra từng cái từng cái khe hở, hướng bốn phương tám hướng dọc theo mà đi. Hai cái này người lùn cảm ứng khí tức chỉ có thiên quân nhất nhị trọng dáng vẻ, nhưng lực công kích này đoán chừng trung giai thiên quân thần thuẫn cũng đỡ không nổi a. À. Giang giật âm thầm cảm khái một tiếng, tại Tuyết này vực nội vẫn là thật không thể xem thường bất luận kẻ nào. Nơi này đều là thượng cổ di tộc, có thể sống qua mấy chục vạn năm còn có thể còn sống sót, những này chủng tộc khẳng định có chỗ hơn người, nếu không đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Người lùn công kích rất sắc bén, đáng tiếc băng mị tốc độ quá nhanh, di động cũng như quỷ hồn hai cái người lùn liên hợp lại công kích, rất nhiều lần đều kém chút đánh chúng băng mị, nhưng đều bị băng mị nhẹ nhõm đào tẩu. Để giang giật kinh ngạc địa phương còn có một điểm, băng mị công kích linh hồn nhiều lần đều có thể đánh chúng hai cái người lùn, nhưng hai cái người lùn không có nửa điểm sự tình, hai cái này người lùn tựa hồ công kích linh hồn đối bọn hắn không có hiệu quả, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Uống, một cái người lùn đột nhiên ở giữa không trung xoay tròn, hai cái thiết trùy cũng đi theo xoay tròn, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một mảnh quang ảnh, bốn phía phong tuyết cũng bị hắn dẫn dắt, băng nghị đôi mắt nhỏ bên trong lộ ra một tia kiêng kỵ, không có công kích, thân thể hướng nơi xa chạy như bay. Chết, cái kia xoay tròn người lùn hét lớn một tiếng, thân thể ngừng xoay tròn lại, xong chùy đột nhiên hướng phía trước một đập, bốn phía phong tuyết cũng bị dẫn dắt, biến thành một đầu tuyết long hướng phía trước gào thét mà đi, nhẹ nhõm đem băng nghị thân thể bao phủ đi vào. Băng nghị một tiếng hét thảm, thân thể bị xoắn vào tuyết long bên trong, một cái khác người lùn thân thể bắn tới, song chùy bên trên tia sáng màu vàng lấp lánh hung hăng hướng bị tuyết long cuốn lấy băng mị công kích mà đi. Suy suy, một ngực ẩn núp ma thiên tại thời khắc này động, trong mắt của hắn hắc quang lóe lên, một đạo hắc ảnh bắn ra, nhẹ nhõm xuyên thấu tầng băng đánh chúng vào người lùn, hắn thân thể cũng theo trong tầng băng nổ bắn ra mà ra, một đôi hiện ra hàn quang lợi chảo hung hăng hướng người lùn chộp tới. Thiên ma tộc, kia người lùn lúc đầu nhìn thấy băng mị bị đồng bạn của hắn đánh chết, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, nhưng ở hắc quang một không có vào thân thể của hắn lập tức kinh hãi liền muốn đào tẩu nhưng ma thiên tốc độ quá nhanh vô thanh vô tức từ dưới đất xuyên thấu mà đến một đôi hiện ra hắc quang lợi chảo trực tiếp đem người lùn xé nát thiếu ra bên kia người lùn vừa mới đánh giết băng mị nhìn thấy đồng bạn bị ma thiên đánh giết lập tức giận dữ thân thể ở giữa không trung xoay tròn rất bắn nhanh ra một đầu tuyết long hướng ma thiên đánh tới suy suy ma thiên một khích thành công thân thể như mau lẹ viên hầu vọt vào dưới mặt đất bên trong đầu kia tuyết long gào thét mà đến, trùng điệp đánh vào trong tầng băng, đem tầng băng ném ra vô số đầu khe hở, kia người lùn cũng nổi giận đại hống đại khiếu. Ô ô ô ô, người lùn tiếng quái khiếu rất kỳ dị, giang giật phát hiện ma thiên sắc mặt đột biến, nhưng thân thể lại tiếp tục tại trong tầng băng xuyên thấu, nhanh chóng hướng một cái khác người lùn phóng đi, rất nhanh phá băng mà ra, nhẹ nhõm đem cái kia người lùn đánh giết. Băng nghị, ma thiên nhìn thấy nằm dưới đất một cái túi nước con băng nghị, mừng như điên một tay bắt lấy thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, sau đó lập tức chui vào trong tầng băng hướng giang giật vào tới, một bên sông còn một bên hét lớn, mà tinh, mau trốn, vừa rồi cái kia đoán chừng là ải nhân tộc đại nhân vật ra thiếu ra, người lùn triệu hoán bọn hắn đồng bạn. Giang giật xem thường nhếch miệng truyền âm nói, bọn hắn tại trong tầng băng có chúng ta tốc độ nhanh như vậy. Bớt nói nhiều lời, ma thiên vào tới giang giật bên người tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, một bên bôn tẩu một bên hét lớn, người lùn truy tung người bản lĩnh thuyết vực bên trong là nhất tuyệt, mà lại người lùn số lượng đông đảo, ta giết bọn hắn hai người, bọn hắn tuyệt đối sẽ đuổi giết chúng ta đi thiên ma sơn, chúng ta lần này có thể còn sống trở lại thiên ma sơn liền là thắng lợi. Hưu, ma thiên nhanh chóng bôn tẩu giang giật vội vàng đuổi theo, thần thức ở phía trên bốn phía liếc nhìn, một nén nhang sau liền phát hiện bốn phương tám hướng có vô số người lùn hướng bên này hội tụ mà đến, một chút quét tới ít nhất có hơn 30 người. Dầm dầm rầm, đám kia người lùn toàn bộ đều dơ cao lên hai cái thiết trì, không ngừng trên mặt đất đánh, nhưng lần này đánh cùng vừa rồi kịch chiến lúc không giống, mặt băng cũng không có vỡ ra, chỉ là chấn động không ngớt, cũng cảm giác sóng biển, từng tầng từng tầng chấn động mà đến, ma thiên cùng giang giật chỗ không gian cũng bị chấn động, tốc độ bỗng nhiên dần dần. Nguy rồi, bị phát hiện, ma thiên thô kịch trên mặt lộ ra một tia cấp sắc, trong tay hắn cổ thần nguyên giới sáng lên, đem băng mị ném đi ra, quát khẽ nói, ma tinh, người lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trốn về thiên ma sơn, ta đến đoạn hậu, nếu không hai chúng ta cũng phải chết ở cái này. Không được, Giang giật lạnh giọng cự tuyệt, ma thiên cũng không thể chết, chết hắn làm sao trà trộn vào thiên ma tông bên trong trong mắt của hắn hắc quang lóe lên nói, ma thiên đại ca, ngươi chờ ta ở đây, ta đi đem đám này người lùn giết đi. Hỗn trướng, ma thiên nhìn hầm hầm Giang giật, kéo lại hắn quát, ngươi nổi điên làm gì bằng vào ngươi chút thực lực ấy, cho người ta lấp không đủ để nhét kẻ răng, cút. Giang giật nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, đại ca, Ngươi còn nhớ rõ sao ta trước đó nói qua ta cảm ngộ mộ một loại rất cường đại thần thông, ta tự tin có thể nhẹ nhõm giết chết đám này người lùn. Đại ca, tin tưởng ta, ngươi chờ ta ở đây, giống như tình huống không đúng tiếp ứng thoáng cái. Hưu, sang giật một tay đánh ra cương phong, đem phía trước mặt đất xoắn nát, thân thể như cuồng long bắn thẳng đến mà lên, hắn muốn theo thiên ma tông tông chủ trong miệng đạt được thiên ẩn tông tin tức, vậy thì nhất định phải tại thiên ma tông bên trong quật khởi, muốn quật khởi chiến đấu tất không thể miễn, hôm nay trước hết cầm đám này người lùn khai đao đi. Là thiên ma tộc, giết, giang giật vừa mới bay vụt ra ngoài, mười mấy tên người lùn toàn bộ gia tốc, nhao nhao đằng không mà lên, theo bốn phương tám hướng hướng qua hai cái cửa đại thiết trùy, mang theo hách hách tiếng gió hướng giang giật hung hăng đập tới. chương 982, băng tuyết chi lực, ma tinh, ma thiên ở phía dưới cuống lên, thân thể điên cuồng hướng ra phía ngoài lao đi, trong lòng hắn ma tinh là hắn đường đệ, cũng là bọn hắn nhất mạch thông minh nhất một thiên tài, về sau mạch này cần nhờ ma tinh quật khởi, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ma tinh chết đi. Giết, 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 một đám người lùn cái chứ mặc dù thấp bé, nhưng con mắt đều rất lớn, bên trong đều là hung quang, sát khí ngập trời, bọn hắn thiết trùy vung vẩy, phía trên hoàng quang lấp lánh, cuốn lên khắp trời gió tuyết, phong tuyết còn không có tới gần, giang giật cũng cảm giác một trận băng hàn đông lạnh xương hàn khí đánh tới, hắn thân thể kém chút lạnh đến không động được. Chết, hắn nguyên lực một trận, đánh ra vô số cương phong, nhanh chóng ngưng tụ ra cương phong chi nhận, những cái kia cương phong chi nhận hóa thành từng thanh từng thanh tử thần chiến đao hung hăng hướng đám người lùn quét tới. Bang bang, cương phong chi nhận quét vào người lùn trên thân cùng bọn hắn thiết trùy bên trên, lại đều phát ra kim thiết đụng nhau thanh âm, thiết trùy cùng bọn hắn trên thân thể hoàng quang lấp lánh, lại tựa như thần thuẫn đồng dạng có được cực mạnh lực phòng ngự. Bất quá, bọn hắn điểm ấy phòng ngự vẫn là chênh lệch quá xa, cương phong chi nhận liền ngũ tinh cường giả thần thuẫn đều có thể phá vỡ, chém giết một đám thực lực chỉ có trung giai thiên quân người lùn tự nhiên không đáng kể. Một đạo màu vàng ánh sáng hiện lên, từng cái người lùn thân thể bạo liệt, bị xoắn thành huyết vụ, đem vừa mới lao ra ma thiên xối đến một đầu đều là. a à, ma thiên một đôi mắt to trừng tròn xoe, tựa như gặp quỷ hướng giang giật nhìn lại, cảm giác là như vậy lạ lắm bởi vì giang giật vừa rồi chỉ là một chiêu liền đem hơn 30 người lùn toàn bộ đánh chết. Hiu, giang giật thân thể bắn nhanh mà đi, đem những cái kia người lùn không có bị xoắn nát cổ thần nguyên giới thu hồi một cái vứt cho ma thiên lúc này mới quát khẽ nói ma thiên đại ca đi nhanh đi nếu không càng nhiều người lùn hội truy sát tới ách ma thiên tỉnh ngộ lại vội vàng nắm lên cổ thần nguyên giới lúc này mới kinh nghi nhìn qua giang giật nói ma tinh ngươi ngươi đó là cái gì thần thông làm sao khủng bố như vậy a à nhiều như vậy ải nhân tộc làm sao bỗng chốc bị ngươi miểu sát giang giật nhìn qua mặt mũi tràn đầy hồ nghi ma thiên Vội vàng thần thần bí bí tiến đến Ma Thiên bên người nói ra: "Đại ca, việc này tuyệt đối không thể cùng ngoại nhân truyền, đây là trong tông một tên cường đại trưởng lão tự mình truyền thụ cho của ta." Trưởng lão nói: "Việc này nếu là truyền ra, tông chủ khẳng định phải chỉ tội." "A à, a, à, tốt, tốt, đánh chết ta đều không nói." Ma Thiên tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, ngược lại bị Giang giật hù dọa, vội vàng gà con mổ thóc gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều, vung tay lên cuồng hỉ nói ra: "Đi, đi." Ma tình chúng ta đi về trước đi, người có dạng này thần thông, chúng ta mạch này tuyệt đối phải lên như diều gặp gió. Giang giật ở giữa, chương 983, thiên ma tông thần nữ. Phía trước liền là thiên ma sơn, chúng ta đi lên, thiên ma trong núi thế nhưng là có cấm chế, không có cách nào từ dưới đất hành tẩu, kề bên này cũng là tuyệt đối an toàn. Lần nữa bôn tẩu một ngày một đường, ma thiên ngừng lại, nghỉ ngơi một hồi mới mang theo giang giật hướng trên mặt đất phóng đi. Giang giật đi theo ma thiên sau lưng đêm mi thuận nhãn không dám bốn phía nhìn loạn đây là thiên ma tộc đại bản doanh vạn nhất thân phận bạo đem rất có thể kinh động trên đỉnh núi thiên ma tông tông chủ a kề bên này đều là thông đạo dưới lòng đất căn bản không cần khai quật giang giật nhẹ nhõm đi theo ma thiên thượng mặt đất hắn cũng thận trọng bốn phía xem xét không xem qua ánh sáng vừa đi ra ngoài tự bị phía trước một tòa cao vút trong mây núi cao hấp dẫn đây quả nhiên là một tòa thần sơn giang giật nhìn thoáng qua nội tâm kinh hãi không thôi núi này quá cao quá lớn cũng quá đột ngột, đây quả thực là một cái cắm trên mặt đất kinh thiên thạch trụ A. Ngọn núi này cùng thiên tinh đại lục thiên nữ phong rất giống, thẳng vào trời cao, phía trên căn bản không nhìn thấy đỉnh, cả tòa đại sơn bị chia làm từng tầng từng tầng, giống như ruộng bậc thang. Mỗi một tầng đều có vô số lỗ nhỏ, xa xa nhìn ra tựa như một cái cửa đại tổ ong vò vẽ, giang giật không cần dò xét đều biết, những cái kia lỗ nhỏ liền là thiên ma tộc ở lại động phủ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giang giật đếm, phát hiện hắn chỉ có thể nhìn rõ ràng 10 tầng động phủ, phía trên toàn bộ bị xương trắng che đậy, hẳn là có đặc thù nào đó cấm chế, phòng ngừa người phía dưới dò xét. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều thiên ma tộc tại các tầng trong thạch động bay vào bay ra, cũng cảm giác giống như là vô số ong mật. Hưu, nơi xa từng cái điểm đen bắn nhanh mà đến, điểm đen từ từ phóng đại, Giang giật cũng thấy rõ ràng là một đội thiên ma tộc quân đội. Ánh mắt của hắn quét qua, bỗng chốc bị phía trước một nữ tử hấp dẫn, nữ tử kia ngồi một cái xinh đẹp dị thú, là một thất toàn thân trắng như tuyết dị thú, thân thể giống như ngựa, đầu lại giống như sư, cái đuôi còn rất dài, bốn vó bên trên cũng có móng vuốt sắc bén, trong cặp mắt lãnh quang lấp lánh, chiến lược phải rất khá. Nữ tử rất trẻ trung, nhìn hẳn là chỉ có 17-18 tuổi, một đầu mái tóc đen nhánh thật cao co lại, trải thành một cái ốc đồng hình, hai cái phấn nộn trên lỗ tai treo hai viên đá quý màu đỏ, ánh mắt của nàng rất xinh đẹp, cái mũi cũng rất là cao thẳng, dáng người cũng không giống đông hoàng đại lục bên kia nữ tử đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn tú mỹ mà là cao gầy thẳng tắp có một phen đặc biệt dị vực phong tình tay của nàng thế mà không phải móng vuốt mà là người bình thường cánh tay tham kiến thần nữ ma thiên thấy một lần nữ tử này vội vàng sợ hãi không người cong xuống giang giật lại sửng sốt một chút nữ tử kia nhìn lướt qua trong tay giới chỉ quang mang lóe lên một cái roi xuất hiện trực tiếp hướng giang giật phung tới ba giang giật trên mặt xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu thân thể cũng bị quăng bay ra đi, đương nhiên đây là giang giật không dám phản kháng nguyên nhân, nếu không nữ tử này roi đều đánh không đến hắn. Thần nữ bất giật, ma tinh không hiểu chuyện, ma thiên bị hù dọa sợ hãi quỳ xuống cầu tình, giang giật cũng bỏ lên, trầm mặc đứng thẳng không dám ngôn ngữ, nội tâm lại là kìm nén một cỗ hỏa, cái này thần nữ tốt ngang ngược, không phải liền là nhìn nàng vài lần sao thế mà động thủ đánh người. Ma thiên quay đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy giang giật kinh ngạc đứng đấy, vội vàng truyền âm nói, ma tinh, nhanh quỳ xuống nhận lỗi, đây chính là tông chủ con gái. Quỳ xuống, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, đừng nói nho nhỏ thiên ma tông thần nữ, liền là thiên ma tông tông chủ cũng không có tư cách để hắn quỳ xuống, đương nhiên hắn cũng không có biểu lộ ra phẫn nộ chi ý, tự trầm mặc đứng thẳng. Ma tinh hừ hừ, lần sau còn dám nhìn loạn, đào hai tròng mắt của ngươi. Thiên ma tông thần nữ lạnh lùng một tiếng, xem thường nhìn một cái giang giật, khống chế dưới thân dị thú hướng nơi xa bay đi, Giang giật nhìn nữ tử này rời đi, trong mắt lúc này mới lộ ra tức giận, xoa xoa máu trên mặt dấu vết, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, đào mắt của ta hạt châu hừ hừ, nếu là có cơ hội ta đem ngươi y phục lột, cột vào trên cây, xem ngươi 10 ngày 8 đêm, xem ngươi làm sao đào mắt của ta hạt châu. Đi mau, đi mau, ma thiên đi tới, kéo lấy giang giật bay lên không, trên mặt hắn đều là mồ hôi lạnh, một bên phi hành một bên truyền âm nói, ma tinh, ngươi điên rồi sao thần nữ từ nhỏ đã ngang ngược. Đắc tội nàng chết cũng là chết vô ích, lần sau có thể tuyệt đối đừng mạo phạm nàng, đây chính là một cái tiểu ma nữ A. À. A à nha, Giang giật suy nghĩ rất nhanh bị thiên ma sơn hấp dẫn, càng đến gần thiên ma sơn, thiên địa nguyên khí càng nồng đậm, cho Giang giật đi theo ma thiên bay lên tầng thứ 9 động phủ về sau, hắn phát hiện nơi này thiên địa nguyên lực là phía ngoài 30 lần. Hắn bốn phía quét qua, nhìn mấy cái động phủ, âm thầm cảm thấy đáng tiếc, động phủ này cũng không lớn, căn bản phóng không được đế cung. Nếu không nếu là có thể tại đế cung bên trong tu luyện, tăng thêm hắn luyện hóa khốn long thảo cải tiến sau thể chất, nói không chừng tốc độ tu luyện có thể là so với người bình thường mấy ngàn lần, vậy tu luyện thế nhưng là như tên lửa nhanh a. À. Ha ha, đương nhiên, đây cũng là hắn ngẫm lại mà thôi, tại đế cung bên trong tu luyện tốc độ hoàn toàn chính xác gia tăng gấp 10, nhưng đế cung một khi lấy ra, liền sẽ tự động hấp thu phụ cận thiên địa nguyên khí, đến lúc đó khẳng định sẽ kinh động thiên ma tộc trưởng lão cùng tông chủ, hắn đoán chừng trực tiếp sẽ bị giết chết. 30 lần, thể chất của ta có thể gia tăng gấp 10, cái kia chính là 300 lần, cũng miễn cưỡng thích hợp. Ân, Ma Thiên nói lần này đạt được băng mỹ băng thú thi thể có thể đổi chiến công, có thể di chuyển đi 11-12 trọng động phủ ở lại không biết thiên địa nguyên lực có thể hay không càng dày đặc. Giang giật tâm niệm vừa động, hắn đã sớm muốn tìm tìm một chỗ tĩnh tu, đem nguyên lực cảnh giới tăng lên tới thiên quân đỉnh phong, tốt thôi động luyện thần lô, tại này thiên ma sơn tu luyện một phen ngược lại là cũng không tệ. Đi theo Ma Thiên đi một đoạn lộ trình, cuối cùng đi tới một cái hang đá bên ngoài, ma thiên thật xa tựu cười ha ha, quát khẽ nói, mẫu thân, ma thạch ma mưa, chúng ta trở về nha. Trong thạch động ba người lập tức đi ra, giang giật nhìn lướt qua, phát hiện là một cái trung niên nữ tử, còn có một thiếu niên một thiếu nữ, thiếu niên cùng ma thiên ngược lại là có chút giống, thiếu nữ dáng dấp rất là thanh tú. Giang giật cũng chú ý tới một vấn đề, thiếu nữ cùng lão tay của người thế mà không phải long chảo, cũng là cùng người bình thường tay không có khác nhau thiếu niên bắt lấy ma thiên cánh tay, mừng lớn nói, đại ca, ma tinh ca ca, các người trở về a quá tốt rồi. Vù vù, bên cạnh một cái khác trong thạch động, lại đi ra hai người, cũng là hai người thiếu niên, hẳn là ma thiên tam thúc ra hài tử. Giang giật có chút đau đầu, những người này hắn hoàn toàn không biết, hắn cũng căn bản không phải thiên ma tộc, tự nhiên không có khả năng có cảm giác thân thiết, nhưng giống như không ứng phó một phen, sợ là còn nói không đi qua. Ô ô, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo trầm muộn tiếng kèn, ma thiên sắc mặt trầm xuống, trên thân lập tức sát khí tuôn ra, quát khẽ nói, có địch nhân tập kích kích, đây là tập kết quân số, ma tinh, đi. Vù vù, phụ cận trong sơn động vô số thiên ma tộc chạy vội mà ra, tựa như tổ ong bên trong ong mật, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết có bao nhiêu người. Giang giật vừa vặn thoát thân, đi theo ma thiên hướng nơi xa bay đi, tụ hợp vào thiên ma tộc trong đại quân. Ây, nhắm hướng đông bên cạnh bay hơn 10 dặm, Giang giật dò xét một chút tình huống cùng ma thiên liếc nhau, hai người đều hai mặt nhìn nhau. Đột kích lại là ải nhân tộc đại quân, mà lại nhân số ít nhất có 10 vạn, Giang giật nội tâm khẽ giật mình, chẳng lẽ lại bọn hắn đánh chết hơn 100 ải nhân tộc, cái này ải nhân tộc tự dốc toàn bộ lực lượng chuẩn bị huyết tẩy thiên ma sơn. Trường 984, đại chiến bắt đầu, thiên ma sơn đông bên cạnh một mảnh băng nguyên phía trên, vô số người lùn chen chúc mà đến, những người lùn này thân cao đều chỉ có hai thước, hai tay lại đều cầm so với bọn hắn còn muốn lớn hơn nhiều thiết trùy, nhìn dị thường khó chịu cùng buồn cười, hơn 10 vạn người lùn lít nha lít nhít, cũng tựa như một mảnh kiến tộc, chàng diện kia rất là hùng vĩ. Thiên ma tộc bên này một cái tập kết số bay ra ba bốn vạn người, còn có rất nhiều đều tiềm nhập lòng đất, tùy thời có thể dùng lao ra đánh lén chém giết. Tại ma thiên gợi ý dưới, Giang giật phát hiện rất nhiều thiên ma tông trưởng lão. Những trưởng lão này cũng rất dễ dàng phân biệt, đều cưới cùng thiên ma tông thần nữ đồng dạng dị thú, bất quá đồng phục đều là màu đen, chỉ có thần nữ cưỡi một thất tuyết trắng dị thú. Loại dị thú này gọi phi liêm thú, là tuyết vực đặc hữu yêu thú, tốc độ như gió, chiến lược miễn cưỡng chịu đựng, nhưng so sánh trung giai thiên quân. Chủ yếu tuyết vực bên trong dị thú quá ít, cho nên có thể ngồi cưỡi dị thú, tại tuyết vực xem như rất có mặt mũi sự tình, cũng là thực lực biểu tượng. Thiên ma tông tông chủ cũng không có hiện thân, cái kia gọi ma yêu nhi thần nữ ngược lại là bay ở đại quân phía trước, bị một đám trưởng lão vây quanh, trong tay nàng cầm màu đen nguyễn tiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn càng ngày càng gần ải nhân tộc, vẻ mặt khinh thường. Người lùn bọn họ, nơi này là chúng ta thiên ma tông địa bàn, toàn bộ dừng lại, nếu không giết chết bất luận tội. Tại ải nhân tộc tới gần ngàn trượng khoảng cách lúc, mà yêu nhi trong tay roi dài vung lên, phát ra một tiếng không hưởng về sau, nàng khẽ kêu, sau lưng thiên ma tộc tộc nhân trong tay lợi chảo toàn bộ sáng lên hắc quang. Trong mắt cũng hắc quang lấp lánh, chỉ chờ Ma Yêu Nhi ra lệnh một tiếng liền muốn công kích tại hạ ải nhân tộc tam trưởng lão khâu âm, ải nhân tộc phía trước nhất một tên so còn lại người lùn cao lớn một chút xíu, nhìn phá lệ trắng kiện, còn mặc một thân màu trắng chiến giáp người lùn quát khẽ, mà thần tông chủ ở đâu mời đi ra thấy một lần. Hừ hừ, ma yêu nhi cười lạnh một tiếng nói, cha ta là ai đều có thể gặp khâu âm, bản tiểu thư nghe nói qua ngươi, vì sao mang binh xâm phạm ta thiên ma tộc địa bàn hôm nay không cho cái thuyết pháp, sợ là ngươi cái này hơn 10 vạn người muốn lưu ở nơi đây khâu âm một tấm thô cuồng trên mặt đều là khí âm hàn, hắn một đôi phình lên mắt to nổ lên, giống lên, thuyết pháp hôm nay bản tọa liền là đến muốn thuyết pháp, phụ thân ta đã tại tập kết đại quân, ta 300 vạn ải nhân tộc chờ xuất phát, hôm nay không cho chúng ta ải nhân tộc một cái thuyết pháp, chúng ta tự cùng các ngươi thiên ma tộc tử chiến. Tử chiến, tử chiến, khâu âm nói xong, sau lưng hơn 10 vạn ải nhân tộc toàn bộ bạo hống, thanh âm chấn thiên động địa, chấn động đến giang giật bọn người màng nhĩ đau nhức. Mà yêu nhi giận tím mặt, vừa định hạ lệnh công kích, bên người nàng một tên trưởng lão giữ nàng lại, sắc mặt âm trầm nhìn qua khâu âm nói ra, không người lùn, người náo cái gì náo, cha người chết vẫn là con của người chết động một chút lại điều mười vạn đại quân, ngươi là muốn gây ra hai tộc đại chiến, sinh linh đổ thán. Rất nhiều thiên ma tộc trầm mặc, ải nhân tộc cũng là tuyết vực 10 tông một trong, nhưng bọn hắn thứ hạng là thứ 10, mặc dù bọn hắn ải nhân tộc nhân khẩu đông đảo, nhưng cường giả tương đối ít một chút, ải nhân tộc tộc trưởng là bán thần, chiến lực cũng là xếp hạng cuối cùng, sở dĩ thiên ma tông cũng không e ngại ải nhân tộc. Nhưng giống như hai tộc đại chiến, coi như giết địch ba ngàn, cũng muốn tự tổn tám trăm, sở dĩ thiên ma tông trưởng lão ngăn lại ma yêu nhi, tránh cho tiểu ma nữ này trực tiếp hạ lệnh khai chiến, thiên ma tộc tộc nhân cũng trên mặt thần sắc lo lắng. Khâu âm nhãn bên trong đều là nổi giận, gào thét ma quân lão cẩu, thật đúng là nói với người bên trong, con của ta chết rồi, nhi tử ta khâu địch chết. Bị các người thiên ma tộc giết, hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, ta khâu âm coi như chiến tử tại cái này, cũng muốn kéo các người mấy vạn thiên ma tộc chôn cùng. Ây, toàn trường ngạc nhiên, mà quân cùng mà yêu nhi cũng đối xem không nói gì, cái này khâu âm xem ra không phải không sự tình kiếm chuyện, mà là thật xảy ra chuyện, hắn tự một cái nhi tử bảo bối thế mà bị giết, khó trách như thế nổi giận. Giang giật cùng ma thiên liếc nhau, trong hai người bắt đầu lo lắng, xem ra ma thiên cái thứ nhất đánh giết người lùn đích thật là ải nhân tộc đại nhân vật, Giang giật nhớ tinh tường, một cái khác người lùn hô thiếu ra tới. Ma thiên đại ca, việc này đánh chết cũng không thể thừa nhận, nhớ kỹ. Giang giật con người nhất chuyển truyền âm qua, việc này nếu là thừa nhận, thiên ma tộc rất có thể vì lắng lại can qua, đem hai người giao ra. Mà yêu nhi cùng thiên ma tộc các trưởng lão cũng tương hố tại truyền âm, nhìn xem việc này xử lý như thế nào, giang giật cùng ma thiên tâm căng thẳng, nếu là phía trên muốn tra rõ việc này, hai người mới vừa từ băng hải không có trở về, việc này làm sao đều viết không rõ mà lại ải nhân tộc có truy tung người cao cường bản lĩnh nói không chừng có thể truy tung đến hai người muốn cái gì tới cái đó một tên trưởng lão đột nhiên truyền âm tiếp lấy từng đạo mệnh lệnh truyền lại xuống tới giang giật cùng ma thiên cũng nhận được truyền âm ý tứ rất rõ ràng ai đánh chết khâu âm nhi tử chính mình đứng ra nếu là không đứng ra điều tra ra toàn bộ mạch chém giết ma tinh về sau chúng ta nhất mạch liền dựa vào ngươi ma thiên sắc mặt âm tình biến hóa mấy lần đột nhiên cắn răng cùng giang giật truyền âm nói, thân thể hướng phía trước gào thét mà ra, trầm giọng quát, người lùn là ta giết, ai làm nấy chịu, khâu âm người muốn giết cứ giết ta đi. Ây, sở hữu ánh mắt đều khóa chặt ma thiên, rất nhiều thiên ma tộc đôi mắt lấp lẽ, trên mặt đều là tức giận. Hiển nhiên đối với thiên ma tộc trưởng lão quyết nghị bất mãn, thiên ma tộc ở bên ngoài thường xuyên sẽ cùng ngoại tộc giao chiến, bọn hắn người bị giết cũng không ít, ải nhân tộc một cái trưởng lão nhi tử chết rồi, lại mang binh đến thiên ma sơn muốn bọn hắn giao ra hung thủ. Chẳng lẽ lại về sau bọn hắn ra ngoài nhìn thấy ải nhân tộc đều chỉ có thể đường vòng đi chỉ có thể bị người ta đánh, không thể đánh người ta. Giang giật ánh mắt tại từng cái thiên ma tộc trên mặt đảo qua, đôi mắt lấp lóe một vòng, thân thể đột nhiên cũng hướng phía trước bay đi, quát khẽ còn có ta, đám kia người lùn là ta cùng ma thiên đại ca cùng một chỗ giết. Bọn hắn muốn giết ta, chúng ta vì sao không thể giết bọn hắn ma thiên đại ca, muốn chết cùng chết chúng ta thiên ma tộc không có sợ chết thứ hèn nhát đừng nói một cái trưởng lão nhi tử lần sau liền là ải nhân tộc tộc trưởng chúng ta gặp được cũng tất phải giết thiên ma tộc không sợ chết cũng không là ai đều có thể khi dễ ma thiên đại ca đã trong tộc mặc kệ chúng ta chúng ta liền dựa vào chính mình đi giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm một cái giết 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 vù vù nói giang giật tựu hướng người lùn đại quân phóng đi một bên phi hành một bên bạo giống mặt mũi tràn đầy bi phẫn ma thiên cũng gào lên đau xót nói rất hay thiên ma tộc không có sợ chết thứ hèn nhát giết giang giật cùng ma thiên hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía trước ngang nhiên phóng đi loại kia quyết tuyệt thẳng tiến không lùi khí thức lây nhiễm thiên ma tộc tộc nhân có một người thê hống thiên ma tộc không có sợ chết thứ hèn nhát ta ma nhãn cùng các ngươi chết chúng ta cùng các ngươi cùng chết có một người dẫn đầu vô số người đi theo liền xông ra ngoài mà yêu nhi nhìn qua sông lên phía trước nhất giang giật cùng ma thiên ánh mắt lộ ra một tia nổi giận roi dài dương lên khẽ kêu toàn quân nghe lệnh, giết. Thần nữ trở về, ai? Mấy tên trưởng lão đại âm thanh quát bảo ngưng lại, cái này đại quân khẽ động, cùng ải nhân tộc đại chiến không thể tránh né, coi như có thể thắng được đại chiến, thiên ma tộc khẳng định cũng tổn thất không ít. Chỉ là, mà yêu nhi đã liền xông ra ngoài, đại quân cũng đi theo liền sông ra ngoài, rất nhiều dưới mặt đất ẩn núp thiên ma tộc đều lao ra chém giết, bọn hắn coi như nghĩ ngăn lại đều không ngăn cản được. chương 985, tiểu tử này có chút kỳ lạ giết khâu âm cũng điên rồi con mắt nhìn chằm chằm giang giật cùng ma thiên điên cuồng vào tới muốn cho con của hắn báo thù còn lại người lùn mặc dù cũng không phải là rất nghĩ thông chiến nhưng dưới mặt đất sông lên rất nhiều thiên ma tộc đã trải qua rồi chém giết bọn hắn không chiến cũng không có biện pháp suy suy khâu âm thân thể ở giữa không trung xoay tròn cuốn lên khắp trời gió tuyết thân thể đột nhiên dừng lại song chùy hướng bên này vung lên một đầu to lớn tuyết long gào thét mà đi Giang giật cùng ma thiên còn có phía trước vài trăm người trong nháy mắt bị băng tuyết đóng băng. Giang giật cảm giác linh hồn hoàn toàn bị đông kết, căn bản không thể phóng thích nửa điểm công kích cùng phòng ngự. Cái này băng tuyết thần thông thật là khủng khiếp. Giang giật âm thầm tâm giật mình, cũng may lúc này hậu phương một đạo bạch quang bay tới, tiếp lấy ma yêu nhi trong tay cây kia roi đột nhiên vung ra, roi cấp tốc xài ra, phía trên phù văn lấp lánh, còn có một cỗ không hiểu khí tức, Giang giật cảm ứng thoáng cái, đôi mắt thoáng cái phát sáng lên. Cái này roi là cổ khí, vẫn là có được cường đại lực công kích cổ khí. Suy suy, roi những nơi đi qua, không gian khắp nơi vỡ ra, roi mang theo kinh khủng uy áp hướng phía trước nhất khâu âm đánh xuống, khâu âm một bên tránh né một bên nổi giận giống to, mà yêu nhi khác đừng chiếm cha ngươi cổ khí khoe oai làm phúc, hôm nay lão phu không đem hai người này giết chết, thì không làm người. Khâu người lùn chỉ bằng ngươi, mà yêu nhi cười nhạo một tiếng, roi dài như thiểm điện múa, như lúc trước sang giật tại thế giới dưới lòng đất tao ngộ ma tinh đằng, mỗi lần đều mang khí tức kinh khủng, vô thượng huy áp lần lượt hướng khâu âm quét tới. Khâu âm khí đến hoa hoa gọi, cũng không dám cùng cổ khí ngạnh kháng, chỉ có thể bốn phía tránh né. Ma thiên đại ca, xuống dưới, giang giật linh hồn đã làm dịu đến đây, hắn tự nhiên không dám mạo hiểm vậy mà xông đi lên, đôi mắt nhất chuyển cùng ma thiên truyền âm một câu, cái sau cũng không phải ngớ ngẩn thân thể lao xuống mặt đất, giang giật đi theo vọt xuống dưới. Ma thiên chỉ có thiên quân lục trọng, tại trong tộc thực lực cũng không tính cao, giờ phút này bị ải nhân tộc để mắt tới, hai người khẳng định sẽ trở thành hàng đầu mục tiêu công kích. Thiên ma tộc bản thân tựu không am hiểu chính diện tác chiến, thích hợp đánh lén tiềm kích chiến, sở dĩ hai người chỉ có đi lòng đất mới có thể an toàn. Hai người xông vào dưới mặt đất, bị rất nhiều ải nhân tộc phát hiện, nhưng bốn phía đều là thiên ma tộc, dưới mặt đất cũng đều là thiên ma tộc, bọn hắn muốn đuổi theo giết đều không có cách, chỉ có thể bốn phía loạn chiến một trận. Tình hình chiến đấu rất khốc liệt, đương nhiên thảm chính là ải nhân tộc bên này, dù sao thiên ma tộc nhân số là bên kia mấy lần, mà lại bên này là thiên ma tộc đại bản doanh, phía dưới thông đạo rất rất nhiều, thiên ma tộc bản thân thích hợp đánh lén, ải nhân tộc khó lòng phòng bị. Thiên ma tộc bên này cường giả cũng nhiều, những cái kia thiên ma tộc các trưởng lão nhìn thấy thiên ma tông tông chủ không có truyền âm ngăn cản, chẳng khác gì là chấp nhận mọi người khai chiến, cũng hung ác tâm động tay chuẩn bị đem cái này hơn 10 vạn người toàn bộ lưu lại. Suy suy, chiến đấu tràng diện cũng rất hùng vĩ, vô số thiên ma tộc từ dưới đất bắn ra, mỗi lần đều chỉ là một kích, bất luận thành công hay không lập tức lẩn trốn, quay đầu tiếp tục đánh lén. Ải nhân tộc bên người mặt đất không ngừng nứt ra, không ngừng có người bắn ra, vô số ải nhân tộc bị tươi sống xé rách, rất nhiều thiên ma tộc sông lên ra cũng bị đánh giết, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, bốn phía đều là chân cụt tay đứt, nhìn thấy mà giật mình. Lui, lui, hai nén nhang, vẻn vẹn hai nén nhang thời gian ải nhân tộc tổ bị giết bốn, năm vạn người, khâu âm bị ma yêu nhi cùng một tên trưởng lão liên công, mấy lần hiểm chết, hắn biết rõ tiếp tục liều xuống dưới ải nhân tộc muốn toàn bộ chiến tử chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại hừ còn có thể trốn toàn quân nghe lệnh truy sát đem bọn hắn toàn bộ người lưu lại mà yêu nhi khẽ kêu tiếng vang lên tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm thực lực cũng rất không tệ mặt ngoài cảnh giới chỉ có trung giai thiên quân giang giật cảm ứng hắn thế lại có tam tinh thực lực tăng thêm cái này của khí đoán chừng thực lực đạt đến tứ tinh nàng tính khí thịnh vượng đến cực điểm đơn giản liền là một cái lăn lộn thế tiểu ma nữ cũng chính bởi vì nàng, Giang Giật hôm nay mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Đương nhiên Giang Giật nếu là muốn chạy trốn, trực tiếp độn thiên nhẹ nhóm có thể đào tẩu, nhưng hắn thật vất vả trà trộn vào thiên ma tộc, tự phí công nhọc sức. Ải nhân tộc giống như thủy triều thối lui, thiên ma tộc một đường truy sát, lần nữa chém giết một hai vạn người, thiên ma tộc vốn chuẩn bị tiếp tục đuổi giết, nhưng vào thời khắc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo quát khẽ âm thanh, đi. Việc này dừng ở đây đi, khâu âm, hai tộc tộc nhân ở bên ngoài kịch chiến chém giết, đây vốn là chuyện thường, con của ngươi bị giết đó là ngươi nhi tử vô năng, các ngươi ải nhân tộc có thể giết chết chúng ta tộc nhân là các ngươi bản sự, coi như nữ nhi của ta chiến tử ở bên ngoài, ta cũng sẽ không tìm các ngươi muốn thuyết pháp. Lần này cho các ngươi tộc trưởng mặt mũi, lần sau còn dám tới hung hăng càn quấy, bản tọa đính hôn tự sát bên trên các ngươi ải nhân sơn đi. Tông chủ, toàn bộ thiên ma tộc một chứng nhận, lập tức tất cả mọi người dừng lại truy sát, không người hành lễ, khâu âm khuôn mặt đều hoàn toàn bóp méo nhưng cũng không dám nói cái gì mang theo ải nhân tộc vội vàng đào tẩu ha 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 thiên ma tộc nhìn qua chạy chối chết ải nhân tộc toàn bộ cao hứng bừng bừng quay người trở về bất quá quét dọn chiến trường lúc nhìn thấy rất nhiều tộc nhân chết đi về sau lại toàn bộ tâm tình trở nên nặng nề đối ải nhân tộc cũng càng hận một chút còn chưa có chết người lùn toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ giang giật cùng ma thiên theo lòng đất chui đi lên giang giật ở phía dưới cơ bản không có động thủ ngay trước một đám trưởng lão hắn cũng không dám loạn phóng thích cương phong chi nhận cùng hắn độc môn thần thông ma thiên ngược lại là đánh chết mấy cái người lùn hai người vừa lên đến tự bị người để mắt tới một người thống lĩnh quát khẽ hai người các ngươi trưởng lão cùng thần nữ gọi đến các ngươi ừ giang giật cùng ma thiên liếc nhau hai người đều có chút nơm nớp lo sợ chỉ có thể kiên trì hướng nơi xa bay đi bên kia ma yêu nhi cùng một đám trưởng lão đều cưỡi phi liêm thú mặt không thay đổi đứng ngạo nghễ giữa không trung tham kiến thần nữ, tham kiến chư vị trưởng lão. Ma thiên cùng giang giật bay đi, lần này giang giật không dám làm loạn, cung cung kính kính cùng ma thiên cùng một chỗ không người hành lễ. Một đám trưởng lão nhìn lướt qua tới, mà yêu nhi ánh mắt đảo qua giang giật, khóe miệng lộ ra một tia chế nhạo, mở miệng nói, hai người các ngươi thật to gan a, à, liền khâu âm nhi tử bảo bối cũng dám giết, khâu âm thế nhưng là ải nhân tộc tộc trưởng ngũ nhi con, dưới gối tự một cái nhi tử bảo bối, lại bị các ngươi giết. Ma thiên sắc mặt xấu hổ không biết nói cái gì, Giang Giật nhìn thấy mà yêu nhi nhìn xem hắn, chỉ có thể cắn răng trả lời: Chúng ta cũng không biết kia là khâu âm nhi tử. Chúng ta đi săn giết băng mị, ải nhân tộc muốn cướp chiến lợi phẩm của chúng ta, còn muốn giết chúng ta, chúng ta chỉ có thể phản kích, chẳng lẽ lại ngoan ngoãn bị bọn hắn giết không thành? Chiến đã đánh, ải nhân tộc đã lui. Dù sao việc này cũng nói không rõ. Giang Giật nói bậy một trận, mạnh miệng đến cùng. Một tên trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, khiển trách thật can đảm dám can đảm cùng thần nữ nói như thế không sao cả mà yêu nhi cười nhạt một cái nói cái này tộc nhân ngược lại là có chút huyết tính đi việc này cũng không trách các ngươi các ngươi an tâm trở về đi bất quá về sau ra ngoài phải cẩn thận đừng bị ải nhân tộc để mắt tới hắc hắc giang giật nhếch miệng cười một tiếng khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười u lãnh nói ra để mắt tới cũng không sao cùng lắm thì chết một lần thôi muốn bắt ta ma tinh mệnh bọn hắn ải nhân tộc không đánh đổi một số thứ là không thể nào. Nhìn qua giang giật cùng ma thiên bóng lưng rời đi, mà yêu nhi trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đột nhiên cùng một tên trưởng lão truyền âm nói, quay lại ngươi điều tra thêm cái này ma tinh, ta cảm giác tiểu tử này có chút. Kỳ lạ, chương 986, băng tuyết đạo văn, thiên ma tộc trưởng lão đi tra giang giật, rất rõ ràng cái gì cũng tra không ra, bởi vì ma tinh người này không có bất cứ vấn đề gì. Sinh trưởng ở địa phương thiên ma tộc người, Gia Gia phụ thân cũng là thiên ma tộc, toàn bộ quang vinh chết trận. Bọn hắn không biết là, ma tinh căn bản không phải thì ra là ma tinh, mà là bị giang giật thay mận đổi đào. Ải nhân tộc cũng không tiếp tục đến công kích, ma tinh đem đạt được băng mỹ băng thú nộp lên, thoáng cái đạt được rất nhiều chiến công, không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn có tư cách đi tầng thứ 11 ở lại. Ma thiên mang theo bọn hắn nhất mạch người toàn bộ đi tầng thứ 11, đạt được ba cái lỗ lớn phủ. Giang giật một người một cái, ma thiên ra một cái động phủ, hắn tam thúc ra một cái động phủ, giang giật cũng mượn chiến đấu thụ thương an dưỡng, căn bản không cùng ma thiên các đệ đệ muội muội liên hệ, một người bế quan. Ma thiên đạt được chiến công, đầy đủ bọn hắn tại tầng 11 ở lại một năm, một năm sau cần lần nữa nộp lên băng mị băng thú, nếu không sẽ bị trục loại kém thấp trọng. Giang giật cùng ma thiên thương nghị một phen quyết định tạm thời không đi ra, trước tiên ở 11 trọng tu luyện một phen lại nói. Bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc rất nhiều, đạt đến 50 lần, Giang giật ở chỗ này tốc độ tu luyện cũng có thể đạt tới gấp 500 lần, mặc dù so đường ra thiên cơ thuyền trong tu luyện mật thất tốc độ chậm hơn gấp đôi, nhưng cũng xem là không tệ. Điểm trọng yếu nhất, giờ phút này ra ngoài đoán chừng rất có thể sẽ bị ải nhân tộc phục kích. Giang giật chuẩn bị chờ đợi hơn nửa năm thời gian, một bên thăm dò rõ ràng thiên ma tộc tình huống, một bên tu luyện, chờ danh tiếng đi qua lại nghĩ biện pháp không ngừng thu hoạch được chiến công, cuối cùng trở thành thiên ma tộc trưởng lão, theo thiên ma tộc tông chủ trong miệng đạt được thiên ẩn tông tin tức. Còn có một vấn đề, Giang giật hoàn toàn sẽ không thiên ma tộc thủ đoạn công kích, đơn độc tác chiến không có vấn đề, giống như như lần trước cùng ải nhân tộc quần chiến, hắn một phóng thích cương phong công kích, sẽ lập tức bị người chú ý, từ đó bị hoài nghi cùng điều tra, cuối cùng bại lộ. Sở dĩ hắn chuẩn bị trước tìm tòi thoáng cái thiên ma tộc thủ đoạn công kích, hoặc là lĩnh hội một loại tuyết vực công kích thần thông, dạng này liền sẽ không có người hoài nghi. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái một bên tu luyện nguyên lực, vừa nghĩ thiên ma tộc thủ đoạn công kích, nghĩ đến mấy ngày sau hắn phát hiện căn bản là không có cách mô phỏng ra thiên ma tộc công kích. Thiên ma tộc là đặc thù chủng tộc, loại này tộc móng vuốt cùng giang tiểu nô biến thân đồng dạng, sắc bén dị thường, giang giật có thể biến thành một cặp móng, nhưng căn bản không sắc bén, đào bùn đất đều đào không được, chớ nói chi là giết người. Thiên ma tộc còn có một loại cường đại thần thông, liền là công kích linh hồn, nhưng bọn hắn công kích linh hồn bắn ra chính là năng lượng màu đen, giang giật chỉ có mấy chục thanh hồn kiếm, hoặc là hỏa hồng sắc, hoặc là kim sắc, hoặc là ám kim sắc, thứ này căn bản không có cách nào biến, đó là linh hồn bên trong năng lượng. Hắn hồn kiếm ngoại giới người biết cũng không nhiều, có thể làm biến dị công kích linh hồn giải thích, nhưng đơn độc dựa vào hồn kiếm khẳng định không cách nào thu hoạch được quá nhiều chiến công, cũng dễ dàng bị hủy diệt. Đương nhiên, thiên ma tộc rất nhiều người cũng sẽ đạo văn công kích, đáng tiếc sang giật đạo văn công kích tối cường liền là lôi đình chi nộ, đây là chiêu bài của hắn A. Vạn nhất tuyết vực có người tiềm phục tại Đông Hoàng Đại Lục, đem hắn tư liệu truyền về tuyết vực, sẽ thoáng cái lộ ra ánh sáng còn còn lại đạo văn công kích hắn yếu đến đáng thương căn bản không có quá lớn uy lực băng tuyết đạo văn giang giật cuối cùng quyết định lĩnh hội ải nhân tộc cái chủng loại kia thần kỳ băng tuyết thần thông mặc kệ vậy có phải hay không đạo văn chỉ cần tìm hiểu đây tuyệt đối là một loại cường đại thủ đoạn công kích phối hợp hồn kiếm giết người đánh giết băng thú băng mị đều mọi việc đều thuận lợi a à. hạ quyết tâm hắn lập tức toàn tâm đi cảm thụ băng tuyết đạo văn tuyết này vực nội quá lớn quá lớn Thời thời khắc khắc đều có chút tuyết lớn bay xuống, ở vào tình thế như vậy, lĩnh hội băng viết đạo văn hẳn là sẽ lại càng dễ một chút. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền là nửa năm trôi qua. Thiên Ma tông tông chủ truyền lời về sau, Ải nhân tộc không dám đến tìm phiền toái, bất quá Ải nhân tộc cùng Thiên Ma tộc ở bên ngoài quy mô nhỏ chiến đấu tăng nhiều mấy chục lần. Hai tộc chỉ cần tao ngộ tất nhiên sẽ có đại chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống, ngắn ngủi thời gian nửa năm hai tộc đều chiến tử ít nhất có mấy ngàn người. Băng Hải biến thành lớn nhất chiến trường, hai tộc dám đi băng hải võ giả, mỗi lần ít nhất đều khoảng trăm người cùng một chỗ hành tẩu, giống như một người duy nhất sông tuyệt đối có đi không về. Giang giật cùng Ma Thiên cũng không quản, an tĩnh tại thiên ma trong núi tu luyện, thời gian nửa năm Ma Thiên bởi thì ra là thiên quân lục trọng đạt đến thất trọng, chính thức trở thành thượng giai thiên quân. Giang giật thì rất khổ bức, nguyên lực cảnh giới vẫn như cũ còn tại thiên quân tam trọng, bất quá lập tức hẳn là muốn đột phá tứ trọng dáng vẻ, cảm mộ nửa năm, băng tuyết đạo văn nhưng không có nửa điểm tiến triển. Đạo văn thứ này quá huyền diệu, cũng không phải là người cố gắng là được, cái này muốn nhìn cơ duyên, cần một đoạn thời khắc xúc động, cần một tia thời cơ, nếu không cả một đời đều không có cách nào nhập môn. Đợi nguyên lực đến thiên quân tứ trọng, giống như còn không có một tia cảm mộ tựu xuất quan, đi bên ngoài tìm kiếm thời cơ. Giang giật hạ quyết định, quyết tâm tiếp tục tu luyện nguyên lực tìm hiểu đạo văn, lần này chọn vẹn tìm hiểu hơn một tháng, nguyên lực cảnh giới rốt cục đạt đến thiên quân tứ trọng, nhưng đạo văn nhưng vẫn là không có nửa điểm tiến triển. xuất quan, giang giật làm việc lôi lệ phong hành, quả quyết xuất quan, hắn đi ra ngoài hướng bên cạnh động phủ đi đến, muốn cùng ma thiên cùng đi ra săn giết băng thú. a, à, hắn phát hiện trong động phủ chỉ có ma thiên đệ đệ cùng muội muội mẫu thân, cũng không nhìn thấy ma thiên, tò mò hỏi ma thiên đại ca đâu? ma thiên muội muội vội vàng mặt mũi tràn đầy lo lắng giải thích nói: ma tinh ca ca. Đại ca cùng tộc nhân cùng đi băng hải. Đại ca vừa mới đột phá thượng giai thiên quân, liền muốn đi săn giết một chút băng thú băng mị. đều đi hơn một tháng còn chưa có trở lại. A à nha, Giang giật có chút thất vọng. Còn người nhất chuyển nói các người bên trong động ở lại khác đừng đi loạn. Ta ra ngoài dò xét một vòng. Không được. Ma Thiên mẫu thân rất kiên quyết nói ra. Ma Tinh, ngươi không thể đi loạn. Ma Thiên chạy bàn dao, để ngươi ở nhà chờ hắn. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, xem thường nói yên tâm đi ta tự có phân tắc. Hưu, Giang giật thân thể trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi, rất nhanh bay xuống thần sơn chui vào dưới mặt đất, Ma Thiên muội muội nhìn qua bóng lưng hắn rời đi cùng nàng Mẫu Thân nói ra, "Mẫu Thân, tại sao ta cảm giác Ma Tinh Kaka lần trước sau khi trở về, Tự biến thành người khác, ta cảm giác tốt lạ lắm, không hề giống chúng ta thì ra là cái kia Kaka." "Đúng đúng đúng." Ma Thiên đệ đệ cũng gật đầu nói, "Đứa nhỏ ngốc." Ma Thiên Mẫu Thân lắc đầu mỉm cười nói, "Các ngươi Ma Tinh Kaka là trưởng thành." biến thành một cái chân chính nam tử hán. Người đại ca không phải nói linh hồn hắn thụ thương sao khác đừng nghĩ lung tung. Ma tinh trầm ổn thật nhiều, đây là chuyện tốt, mẫu thân có loại cảm giác, các người cái này ma tinh ca ca về sau lại có đại tiền đồ, triển vọng lớn. Chân chính nam tử hán, ma thiên muội muội trong mắt sáng lên một đạo quang mang, nhưng đầu nói ra cũng thế, mặc dù ma tinh ca ca trở nên có chút lạ lắm, nhưng hắn khí chất tốt đặc thù A, phi thường có nam nhân mị lực, ta còn là thích ma tinh ca ca chương 987, Thiên ẩn tông đệ tử. Thiên ma sơn tây phía bắc dưới nền đất, giang giật một đường theo thiên ma tộc khai quật thông đạo đi về phía trước, mấy chục vạn năm đến thiên ma tộc một đời lại một đời đào móc không biết bao nhiêu thông đạo, phía dưới là một cái bốn phương thông suốt thế giới, giang giật có thể nhẹ nhõm lần theo thông đạo đi về phía trước. Trong khoảng thời gian này bên ngoài ải nhân tộc tao ngộ thiên ma tộc tất sát, giang giật một người hành tẩu hội nguy hiểm rất nhiều, nhưng hắn ngược lại rất là hài lòng hắn cũng căn bản không dám cùng còn lại thiên ma tộc đồng hành, như thế hắn sẽ không có cách nào thi triển thực lực, cũng dễ dàng bại lộ, lần này ra hắn là nghĩ ra được tìm kiếm một tia thời cơ cùng cơ duyên, nhìn xem có thể hay không cảm ngộ cái gì đạo văn, một người càng tốt hơn. ầm um, bôn tẩu hai ngày, hắn phát trong thông đạo có chút một ngạt, rứt khoát lần theo một cái thông đạo sông ra mặt đất, phía trên cửa thông đạo bị tuyết động bao trùm, hắn theo thật dày tuyết động bên trong vọt ra, nhìn qua một mảnh băng nguyên cùng đầy trời phiêu linh phong tuyết nội tâm không hiểu có một tia xúc động hắn kinh ngạc đứng tại trên mặt đất mặc cho phong tuyết vẩy xuống hắn tóc đen hít mắt của hắn hắn giờ phút này tóc không còn là màu đỏ mà là dùng nguyễn ảnh thần thông biến thành cùng ma thiên giống nhau như đúc tóc đen bất quá rất nhanh liền bị tuyết lớn bao trùm biến thành tóc trắng ai kia tia xúc động thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh chờ giang giật đi bắt giữ lúc làm thế nào đều bắt giữ không đến hắn đứng một hồi xếp bằng ngồi dưới đất dùng thần niệm dò xét một phen xác định phụ cận không có đại quân đoàn sao dạo bước hướng phía trước hành tàu hắn nhắm mắt lại đi rất chậm để cho mình bao phủ tại băng tuyết bên trong bao phủ tại kia cảm giác băng hàn bên trong trong đầu đều là ải nhân tộc phóng thích tuyết long thần thông hình tượng ý đồ cảm mộ loại thần thông kia băng tuyết đầy trời hàn phong thấu xương giang giật mặc đơn bạc áo đen một người độc bộ cưỡng ép cước bộ của hắn rất nhẹ không có phát ra bất kỳ thanh âm bất quá vẫn là tại thật dày tuyết động bên trên lưu lại hai hàng dấu chân, dấu chân cũng rất nhanh bị tuyết lớn che giấu. Hắn cũng không có vận chuyển nguyên lực, cũng không có mở ra thần thuẫn, mà là mặc cho hàn khí xâm nhập thân thể của hắn, huyết dịch của hắn đều đang từ từ kết băng, hắn thân thể càng ngày càng cứng ngắc, thẳng đến bước chân rất khó xê dịch về sau, hắn mới vận chuyển nguyên lực khu trục hàn khí, sau đó tiếp tục tiến lên. Đêm dần dần tới, phong tuyết dần dần ngừng, không trung xuất hiện vô tận cương phong, giang giật vẫn là không có ngừng tiến lên, hắn cũng không có nhắm mắt lại, mà là hai con người mông lung tiến lên, tựa như một cái lạc đường hài tử. Đi lại một đêm, phía đông bắt đầu tảng sáng, hôm nay khó được xuất hiện một tia dương quang, đem cánh đồng tuyết chiếu lên một mảnh sáng lấp lánh. Sang giật đứng tại một tòa núi nhỏ bên trên, ánh mắt hắn khôi phục thanh minh, đi lại một ngày một đêm hắn quên đi phương hướng, cũng không biết chính mình đi tới đâu, triệt để lạc đường, chỉ có thể tùy ý tìm kiếm một cái phương hướng trước đi. Hắn không hiểu có loại cảm giác, muốn cảm ngộ băng tuyết đạo văn, vậy thì nhất định phải cùng băng tuyết hòa làm một thể, nhất định phải cảm thụ băng tuyết lạnh, băng tuyết lực lượng. Phanh phanh phanh, đi lại một hồi, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, giang giật ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh, nguyên lực vận chuyển, cương phong thần thuẫn ngưng tụ, hắn thần thức hướng nơi xa tìm kiếm, đôi mắt rất nhanh lạnh xuống. Phía trước hơn 10 cự nhân băng băng mà tới, rõ ràng đã phát hiện hắn, đây là ma thiên nói tới mãnh tượng tộc. Thân cao có hai trượng, toàn thân đều là bảo tạc tính chất cơ bắp, rất là kinh khủng, trên đầu còn có một cái cự đại độc giác, phía trên lóng lánh hàn quang, giống như không phải trên người bọn họ không có yêu khí, giang giật đều sẽ cho là bọn họ là yêu tộc. Phanh phanh phanh, 14 người mãnh tượng tộc băng băng mà tới, mỗi lần bôn tẩu đều có thể gây nên mặt đất sun lên, mỗi một bước đều có thể vượt ngang hơn 10 trượng khoảng cách, tốc độ như gió, toàn bộ nhưng so sánh trung giai thiên quân, chỉ là mấy lần trong chớp mắt liền đã ra giang giật trong tầm mắt. Thiên ma tộc, giết, một tên mãnh tượng tộc như chuông đồng con mắt trừng mắt giang giật, muộn thanh muộn khí giống to. Giang giật không hề động mà là thần thức cực lực dò xét, xác định phương viên mười dặm không có còn lại cường giả ẩn núp về sau. Hắn lạnh giọng nói ra tại hạ và các ngươi không oán không cừu, vì sao gặp mặt liền muốn giết ta. Hừ, kia mãnh tượng tộc tộc nhân tiếng trầm nói ra, tiểu tử. Người không biết chúng ta mãnh tượng tộc cùng ải nhân tộc là tốt nhất minh hữu sao trưởng lão chúng ta đã hạ lệch, tao mộ các ngươi thiên ma tộc tất sát, tiểu tử ngươi cam chịu số phận đi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ông, hơn 10 người, người mãnh tượng tộc trên đầu độc giác toàn bộ phát sáng lên, hơn 10 đạo kinh khủng màu lam sóng ánh sáng bắn ra, giang giật không chỉ có không tránh không né, ngược lại hướng phía trước phóng đi, hắn âm thầm khống chế 10 chuôi cương phong chi nhận lặng yên hướng phía trước bay đi, phân biệt hướng 10 người, người hung hăng xoắn đi. ầm ầm hơn 10 đạo lam sắc quang mang suốt tại giang giật trên thân, để như vậy mãnh tượng tộc khiếp sợ là giang giật căn bản không có nửa điểm phản ứng thậm chí thân thể đều cũng không lui lại nửa trượng, những cái kia sóng ánh sáng vô thanh vô tức biến mất tại giang giật bên ngoài cơ thể. Các ngươi lực công kích này còn kém xa, chết, giang giật lạnh giọng quát khẽ, 10 đạo cương phong chi nhận quấn giết tới, 10 tên mãnh tượng tộc trên thân lam quang lấp lánh, sau đó nhẹ nhóm bị rảo sát thành một mảnh huyết vụ. a à, 10 tên mãnh tượng tộc bị rảo sát, còn lại bốn người dọa sợ, bọn hắn hoảng sợ nhìn qua giang giật, một người đột nhiên kêu to lên, hắn là ma quỷ, mau trốn. Phanh phanh, Bốn tên mãnh tượng tộc đoạt mệnh trốn như điên, Giang giật cười lạnh một tiếng, khống chế cương phong chi nhận truy sát, mãnh tượng tộc tốc độ vốn là không nhanh, nhẹ nhóm bị đuổi kịp, sau đó toàn bộ rảo sát thành huyết vụ. Hưu, Giang giật phi thân mà đi, đem 10 cái nổi bồng bình giữa không trung cổ thần nguyên giới thu hồi, sau đó thả ra cửu thiên long viêm đem bọn hắn thi thể cùng huyết dịch đều đốt cháy sạch sẽ, lúc này mới lao xuống mặt đất, hướng nơi xa bỏ chạy. Chiến đấu đều có không gian ba động, rất dễ dàng hấp dẫn phụ cận võ giả hắn không muốn giết người chỉ cần không chọc hắn hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ chế tạo giết chóc đương nhiên chọc hắn hắn liền là một tôn địa ngục ác ma a à, mấy cái này xả đại cá còn có ba con băng thú cũng tốt quay đầu ném cho ma thiên có thể hoàn thành nhiệm vụ giang giật kiểm tra một lần cổ thần nguyên giới rất nhiều trong giới chỉ đều là một chút đồ vật loạn thất bát tao hắn cũng lười đi nghiên cứu trực tiếp phá hủy chỉ để lại ba con băng thú thi thể chạy hết tốc lực ngàn dặm hắn xác định không ai truy sát về sau lần nữa xông ra mặt đất, chuẩn bị tiếp tục cảm ứng băng tuyết đạo văn. Xông lên ra phía ngoài, hắn đầu tiên là dùng thần thức dò xét một lần, tiếp lấy lại phóng thích thần niệm dò xét. Cái này thần niệm mặc dù chỉ có thể dò xét phương viên 500 dặm, hiệu quả yếu bớt nhiều lắm, nhưng dò xét dù sao cũng so không có dò xét tốt, chỉ ít có thể xác định có hay không đại quân đoàn tại phụ cận. a à, dò xét một lần, hắn thân thể đột nhiên động một cái. Bởi vì hắn tại phía bắc một cái sơn cốc bên trong phát hiện ba cái nữ tử bên trong thung lũng kia có một ít đặc thù màu trắng thảo dược, ba tên nữ tử ngay tại hái thuốc. Ba tên nữ tử đều dung mạo thượng giai, mặc một bộ bạch y, phiêu nhiên như tiên, trên người có một cỗ đặc biệt khí chất, nhìn một chút cũng làm người ta ký ức khắc sâu. Nữ tử khí chất siêu nhiên chẳng lẽ là thiên ẩn tông đệ tử? Giang giật đôi mắt đột nhiên mở ra, thuần nữ tử tông phái thuyết phục chỉ có thiên ẩn tông, ba cái như thế khí chất siêu nhiên nữ tử tông phái càng là khó tìm, ba người này rất có thể liền là thiên ẩn tông đệ tử. Đi, Giang giật đầy mắt lửa nóng, kích động không thôi, thân thể hóa thành bão tố phong hướng phương bắc điên cuồng lao đi. chương 988, tại hạ Giang giật, sơn cốc rất lớn, bên trong có rất nhiều địa phương có một ít màu trắng thảo dược, loại thảo dược này kỳ thật rất nhiều, bất quá người bình thường căn bản không biết việc này dùng để làm gì, cũng không ai đi thu thập. Giang giật bằng nhanh nhất tốc độ đến sơn cốc phụ cận, rời đi sơn cốc 10 dặm khoảng cách lúc, trên người hắn bạch quang chợt lách người thể chậm rãi biến hình, cuối cùng lại thành một cái mãnh tượng tộc cự nhân, trên đầu đồng dạng có một cái độc giác phía trên lam quang lấp lánh đương nhiên hắn độc giác có thể bắn không ra màu lam sóng ánh sáng chỉ là cải bộ dáng phanh 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 biến hình về sau hắn nhanh chân lên núi cốc phóng đi tại ngoài sơn cốc núi cao bên cạnh thân thể nhảy vọt mà lên thoáng cái nhảy lên đỉnh núi sau đó ánh mắt khóa chặt trong sơn cốc ba tên nữ tử ừ ba tên nữ tử đã bị kinh động trên mặt nhưng không có bất luận cái gì thần sắc biến ảo chỉ là nhàn nhạt lườm giang giật một chút mà núi nghiệp tục ngắt lấy dược thảo Sang giật như chuông đồng lớn đôi mắt khóa chặt ba người, càng chắc chắn ba người là Thiên ẩn tông người, bởi vì ba người đều tại ngắt lấy dược thảo, mà lại động tác đơn thuần, rõ ràng là thường xuyên làm chuyện như vậy. Như thế khí chất phiêu nhiên nữ tử, nếu là tại tông phái, không phải tôn quý tiểu thư, liền là đại nhân vật ái thiếp, như thế nào lại đến ngắt lấy dược thảo đâu còn có một điểm, ba người thực lực cũng không tệ, một người đạt tới thượng giai thiên quân, hai người thì là trung giai thiên quân, bằng chừng ấy tuổi cũng coi như khó được. Hưu Giang giật hai chân tại đỉnh núi dẫm một cái, thân thể nhảy lên thật cao ẩm vang rơi vào trong sân cốc, lúc này mới chắp tay nói, ba vị tiên tử thế nhưng là thiên ẩn tông đệ tử. Ba người lần nữa lạnh lùng quét Giang giật một chút, không có phản ứng ý tứ, tiếp tục trầm mặc ngắt lấy dược thảo, Giang giật cuống lên lần nữa chắp tay nói, ba vị tiên tử, tại hạ muốn thỉnh giáo một số việc, giống như ba thế năng trả lời ta, ta có thể đưa tặng ba con băng thú cho ba vị. Băng thú, ba người liếc nhau có chút ý động, tên kia thượng giai thiên quân xoay đầu lại, hỏi coi là thật. Tự nhiên, Giang giật cổ thần nguyên giới sáng lên, lấy ra một cái băng thú thi thể đã đánh qua, nhếch miệng cười nói, đây là tiền đặt cọc, ba vị tiên tử là thiên ẩn tông đệ tử sao. Thượng giai thiên quân nữ tử thu hồi băng thú, hờ hững nói ra, không sai, chúng ta liền là thiên ẩn tông đệ tử, tại hạ khó chữ lót đệ tử, khói như. Khói như tiên tử ngươi tốt, Giang giật nội tâm khẽ động. Vội vàng rất là khách khí hỏi lần nữa, ta muốn nghe được các ngươi thiên ẩn tông, gần nhất phải chăng tại Đông Hoàng Đại Lục mang về một nữ tử. Khói như cùng còn lại hai người sắc mặt lập tức biến đổi, khói như trầm giọng nói ra, trong tông sự tình, không thể trả lời. Ây, Giang giật tâm trầm xuống, chuông đồng lớn con người đảo một vòng, hỏi lần nữa, vậy thì tốt, việc này ta không hỏi, các ngươi chỉ cần nói cho ta, các ngươi thiên ẩn tông ở nơi nào ta có việc nghĩ gặp mặt các ngươi trưởng lão, việc này rất trọng yếu, đối với các ngươi thiên ẩn tông cũng phi thường trọng yếu. Khói như sắc mặt càng lạnh hơn, trực tiếp đem cái kia băng thú quăng ra, âm thanh lạnh lùng nói, người đồ vật chúng ta từ bỏ, vấn đề của ngươi không thể trả lời, thiên ẩn tông bất kỳ tin tức gì đều không được tiết ra ngoài, đây là tông quy. Nói xong ba người thân thể nhẹ nhàng vọt lên hướng nơi xa chạy như bay, giang giật trong mắt sát ý một chút, kém chút trực tiếp cầm xuống ba người khảo vấn. Nhưng nghĩ tới thiên ẩn tông là tuyết vực tông phái lớn số một, bên trong bán thần cường giả có 10 cái, mà lại tông chủ vẫn là nhưng so sánh cửu đế cường giả, hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Tô Như Tuyết tại Thiên Ẩn Tông bên trong, vạn nhất hắn cùng Thiên Ẩn Tông phát sinh xung đột, về sau muốn đem Tô Như Tuyết cấp cứu trở về, vậy chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt. Hắn có thể tại một tên nhưng so sánh cửu đế cường giả ngay dưới mắt cướp đi Tô Như Tuyết sao? Sở dĩ hắn cắn răng, cuối cùng quyết định theo dõi ba người này, một đường đi theo tìm tới Thiên Ẩn Tông. Biến thành mãnh tượng tộc theo dõi rõ ràng không thực tế, khổng lồ như thế thân thể rất dễ dàng bị phát hiện, sở dĩ các loại chờ ba tên Thiên Ẩn Tông người sau khi đi, hắn thân thể lóe lên lại biến thành ma tinh dáng vẻ, lúc này mới xông vào lòng đất, một đường truy tung mà đi. Tại tuyết này vực nội, không gian rất là đặc biệt, thần thức dò xét chỉ có hơn 10 dặm, giang giật linh hồn cường độ hẳn là miễn cưỡng nhưng so sánh thượng giai thiên quân, sở dĩ ngày đó ẩn tông khói như tối đa cũng chỉ có thể dò xét hơn 10 dặm, mà hắn phóng thích thần niệm có thể dò xét mấy trăm dặm, dạng này có thể nhẹ nhõm truy tung mấy người. Suy suy, giang giật một đường phóng thích cương phong chi nhận khai quật thông đạo đi về phía trước, cương phong chi nhận rất sắc bén, đất này mặt mặc dù cứng rắn, nhưng đào móc vẫn là rất nhẹ nhàng, giang giật tốc độ cũng đạt tới cực hạn, một đường điên cuồng đuổi theo. Mỗi lần hành tẩu hai nén hương thời gian, giang giật hội dừng lại phóng thích thần niệm, truy tung ba người phương vị, ba người này có hai người là trung giai thiên quân, tốc độ cũng không tính quá nhanh, các nàng cũng không có bôn tẩu quá nhanh, giang giật có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Ba người là hướng phương Bắc tiến lên, đến trong đêm ba người cũng không có đình chỉ tiến lên, bất quá tốc độ càng chậm hơn. Truy lùng một ngày một đêm về sau, ba tên nữ tử tại một tòa núi nhỏ mạch bên trong ngừng lại, lại bắt đầu thu thập màu trắng thảo dược. Giang giật khoảng cách ba người có 50, 60 dặm lộ trình, không dám tới gần, kiên nhẫn ở phía xa dưới mặt đất chờ đợi. a à, sau gần nửa canh giờ, Giang giật phát hiện nơi xa có một đội đại quân đi tới. Bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện thu thập thảo dược ba tên thiên ẩn tông đệ tử, bất quá cái kia đại quân nhìn thấy thiên ẩn tông đệ tử, tránh như sa hạt, xa xa dò xét một phen lập tức hướng nơi xa thối lui, căn bản không dám tới gần. Xem ra thiên ẩn tông quả nhiên là tuyết vực bá chủ A. Giang giật âm thầm cảm khái, cái kia đại quân cũng không biết là chủng tộc gì, ít nhất có 7, 800 người, thế mà không dám trêu chọc ba tên nữ tử, cái này đủ để nói trời sáng ẩn tông tại tuyết vực lực uy hiếp. Ba người hái nửa ngày thảo dược, lần nữa bắc hành, Giang giật tiếp tục xa xa treo, trên đường ba tên nữ tử không lúc có thể tao ngộ tuyết vực còn lại chủng tộc, đều không ngoại lệ toàn bộ nhìn thấy ba tên nữ tử đều xa xa đường vòng, căn bản không dám tới gần, chớ nói chi là chặn giết. Giang giật đi theo ba người đằng sau, ngược lại là trở nên an toàn vô cùng, ba người cũng không có phát giác Giang giật tại sau lưng theo dõi. Một ngày, ba ngày, sáu ngày, ba tên nữ tử vừa đi vừa nghỉ, một đường thu thập linh dược, cuối cùng tại một ngọn núi bên ngoài ngừng lại. Đây chính là thiên ẩn tông chỗ, Giang giật thần niệm dò xét đến ngọn núi kia cũng không tính rất rất nhiều ta nghi hoặc nhưng hắn dò xét đến phía trên ngọn núi này có vài chục cái đồng dạng khí chất phiêu nhiên nữ tử về sau, lập tức kết luận thiên ẩn tông liền tại phụ cận. Hưu, ba tên nữ tử bay lên không, giang giật không dám tới gần, chỉ có thể xa xa khóa chặt ba người, để hắn phiền muộn đến thổ huyết chính là ba tên nữ tử sông lên đỉnh núi, mà phía sau núi đỉnh bên trong sáng lên một đạo truyền tống trận quang mang, ba tên nữ tử biến mất tại trong truyền tống trận. Thiên ẩn tông cũng không tại phụ cận, muốn tiến vào thiên ẩn tông, kia nhất định phải thông qua truyền tống trận truyền tống trận người căn bản mở ra không được trừ phi trên núi thiên ẩn tông đệ tử mở ra nếu không giang giật căn bản không đi được thiên ẩn tông lui một vạn bước nói coi như hắn có thể đem phía trên mấy chục người toàn bộ khống chế hắn truyền tống đi thiên ẩn tông cũng sẽ trong nháy mắt bại lộ làm sao bây giờ giang giật đôi mắt chuyển động hắn trên mặt đất trong động trần chờ trọn vẹn một nén nhang cuối cùng cắn răng thân thể chậm rãi biến ảo biến thành hắn dáng vẻ vốn có thân thể của hắn cũng nổ bắn ra mà ra bắn thẳng đến ngọn núi bên trên. Giang giật khẽ động, lập tức kinh động đến trên ngọn núi thiên ẩn tông đệ tử, mấy chục người bay vụt ra, một tên tinh thần quắc thước lão ẩu quát khẽ, thiên ẩn tông trụ sở, ngoại nhân không được đi vào, lập tức thối lui, nếu không giết chết bất luận tội. Giang giật không có thối lui, cũng không có dừng lại, mái tóc màu đỏ bay múa, đôi mắt như điện, giữa không trung đứng ngạo nghế bất kháng bất ti quát khẽ nói, tại hạ giang giật, đến đây bái kiến thiên ẩn tông tông chủ chương 989, thể diệt các ngươi một tông. Giang giật gây nên vô số thiên ẩn tông đệ tử đầy mắt đùa cợt, rất rõ ràng đám người này căn bản cũng không có nghe nói qua giang giật người này, một cái mặt ngoài cảnh giới chỉ có thiên quân tứ trọng võ giả, mở miệng liền muốn bái kiến thiên ẩn tông tông chủ người này xác định không phải là đồ ngốc sao. Tóc bạc lão ẩu là thủ hộ cái truyền tống trận này thiên ẩn tông thống lĩnh, nàng ánh mắt thoáng cái lạnh xuống, cuồng đồ phương nào dám đến nơi này quấy rối nhà ta tông chủ là ai đều có thể gặp nhanh chóng thối lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong tóc bạc lão ẩu trong tay sáng lên một đạo hồng quang, nguyên lực vận chuyển tùy thời chuẩn bị công kích, còn lại thiên ẩn tông đệ tử cũng thành hình quạt hướng giang giật vây lại, trong tay toàn bộ xuất hiện binh khí cùng bảo vật, chỉ chờ lão ẩu ra lệnh một tiếng, liền đem giang giật tại chỗ chém giết. Giang giật hít mũi một cái, có chút xấu hổ, hắn tự giới thiệu, coi là đám người này hội biết hắn, để hắn tiến vào thiên ẩn tông, lại không nghĩ rằng nhân gia căn bản không nghe nói giang giật cái tên này. Hắn thân thể đứng ngạo nghễ hư không, nội tâm cười khổ, mặt ngoài nhưng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, trầm tư một chút, mở miệng nói, tại hạ là Phật đế sứ giả, các người thiên ẩn tông chính là như vậy đối đãi khách nhân nhanh chóng đi bẩm báo nhà ngươi tông chủ, liền nói Phật đế sứ giả giang giật cầu kiến, nàng nhất định sẽ gặp ta. Làm trễ nải đại sự, ta sợ ngươi đảm đương không được. Ừ, tóc bạc lão ẩu sắc mặt run lên còn lại thiên ẩn tông đệ tử cũng sắc mặt nghiêm nghị các nàng mặc dù chưa từng rời đi tuyết phực nhưng là đông hoàng cửu đế danh tự vẫn là nghe nói qua chín người này thế nhưng là đại biểu đại lục đỉnh phong nhất người ai có thể không biết giống như giang giật thật là phật đế sứ giả việc này lão ẩu thật đúng là không làm chủ được bất quá lão ẩu cũng không có bị giang giật hù đến mà là cẩn thận nhìn chằm chằm giang giật vài lần nói người nói ngươi là phật đế sứ giả chính là có gì chứng minh giang giật mặt ngoài cảnh giới thật quá thấp đổi lại là ai đều sẽ hoài nghi, Phật đế phái sứ giả không nói bán thần, ít nhất cũng là bốn ngũ tinh cường giả A à phái một cái thiên quân tứ trọng, sẽ chỉ làm người chê cười. Hừ, Giang giật nhìn ra lão ẩu suy nghĩ, trong tay cương phong vô thanh vô tức phóng thích, tâm niệm khống chế hướng nơi xa một tòa đại sơn vào tới, hắn vung tay lên bên kia một tòa đại sơn ẩm vang ngã xuống, giữa sườn núi bị cương phong chi nhận vô thanh vô tức chặt đứt. Dầm dầm rầm núi cao trượt xuống, núi đá vỡ vụn, lão ẩu bọn người sắc mặt lần nữa biến đổi, giang giật thì lạnh lùng nói ra đừng muốn nhiều lời nhanh chóng đi bẩm báo làm trễ nải đại sự tự gánh lấy hậu quả kia xin chờ một chút ta cái này để cho người ta đi xin phép trưởng lão lão ẩu ngữ khí đã khá nhiều giang giật chiêu này đã chứng minh thực lực của hắn cường giả cũng hẳn là đạt được nhất định tôn trọng nàng vung tay lên một nữ tử bay xuống tiến vào đỉnh núi trong truyền tống trận giang giật hai tay sau phụ mặt không biểu tình trầm mặc chờ đợi hắn biến trở về bộ dáng lúc trước sở dĩ nhìn rất trẻ trung khôi ngô mái tóc màu đỏ cũng làm cho hắn có một loại tà mị khí thức, giờ phút này một bộ cao nhân cường giả bộ dáng, bực này khí độ càng là đưa tới thiên ẩn tông rất nhiều đệ tử hiếu kỳ. Thiên ẩn tông đệ tử đồng phục là nữ tử, các nàng tông quy cũng không cho phép lấy chồng, cả một đời chú định tại trong tông phái tuổi già cô đơn, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ các nàng mặc dù trở ngại tông quy, không dám cùng nam tử nói nhiều, thậm chí còn có một ít cầu thị, nhưng giang giật bề ngoài tuấn lãng, khí độ bất phàm, vẫn là bản năng lấy hấp dẫn các nàng. Giang giật mặt ngoài thản nhiên, nội tâm lại lo lắng bất an, thiên ẩn tông trưởng lão cùng tông chủ có thể hay không thả hắn đi vào trở ra hắn nên như thế nào đối mặt thiên ẩn tông đại nhân vật hắn có thể hay không tìm tới tô như tuyết coi như có thể tìm tới hắn lại như thế nào đưa nàng mang đi hắn có thể hay không chết tại thiên ẩn tông bên trong. Rất nhiều chuyện Giang giật cũng không biết, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, không thể mang đi tô như tuyết, hắn tình nguyện chết. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Giang giật nội tâm càng ngày càng thấp thỏm. Đợi chừng chưa tới nửa giờ sau, trong truyền tống trận rốt cuộc quang mang lấp lánh, vừa rồi truyền tống vào đi kia đệ tử ra, bên người nàng còn có một cái xinh đẹp trung niên nữ tử. Xinh đẹp nữ tử mặc một bộ quần dài màu đỏ, nhìn không ra niên kỷ, giống như xem bề ngoài đoán chừng chỉ có tuổi tròn đôi mươi, nhưng Giang giật nhìn nàng một cái, cũng cảm giác nàng ít nhất có 40-50 tuổi. Nữ tử này rất xinh đẹp, cũng có một cỗ cao quý lãnh diễm khí chất, nhất là một đôi mắt phượng bên trong lãnh mang lấp lánh, tựa như một tên cao cao tại thượng đế hậu nữ tử này thực lực hẳn là cũng không tệ, mặc dù không có đạt tới nửa thần cảnh, nhưng Giang giật suy đoán ít nhất cũng có ngũ tinh thực lực. Tham kiến ngũ trưởng lão, váy đỏ nữ tử vừa xuất hiện, bao quát tên kia lão ẩu ở bên trong tất cả mọi người không người hành lễ, ngũ trưởng lão nhưng căn bản không có nhìn các nàng, chỉ là nhàn nhạt vung tay lên, ánh mắt xa xa cùng Giang giật đối mặt, cũng không nói chuyện. Giang giật nhìn thấy ngũ trưởng lão cặp kia sâu xa như biển đôi mắt, biết rõ người này rất rõ ràng thân phận của mình, vội vàng chắp tay thở dài nói, giang giật tham kiến ngũ trưởng lão. Đông Hoàng đại lục đệ nhất thiên tài quả nhiên bất phàm. Ngũ trưởng lão quả nhiên rất rõ ràng giang giật tư liệu, nàng khẽ vuốt cằm nói, Phật trên núi đốt diệt bắc đế ra năm tên bán thần, giang giật ngươi năm nay 23 tuổi A à, bằng chừng ấy tuổi như thế chiến công, vạn năm qua ngươi xem như đệ nhất nhân. A, à, ngũ trưởng lão gây nên thiên ẩn tông đệ tử một mảnh xôn xao, có 10 cái cô gái trẻ tuổi càng là trong mắt dị sắc lóe lên, tự liền lão ẩu sắc mặt đều cung kính mấy phần, có thể diệt sát năm tên bán thần còn bằng chừng ấy tuổi, như thế kỳ nhân tự nhiên tôn kính. Giang giật nội tâm lửa nóng, cái này ngũ trưởng lão ngữ khí mặc dù lạnh băng băng, nhưng lời nói để hắn thấy được hy vọng, hắn vội vàng khách khí chắp tay nói, ngũ trưởng lão quá khen rồi, so với thiên ẩn tông truyền thế mấy chục vạn năm không đến, hùng bá tuyết phực uy danh đầy thiên hạ, giang mỗ còn kém xa, lần này tới cũng là ngưỡng mộ thiên ẩn tông uy danh, chuyên tới để thăm viếng. Giang giật tư thái thả rất thấp, địa thế còn mạnh hơn người, có thể bất hòa thiên ẩn tông xung đột, an toàn đem tô như tuyết mang về, đừng nói nói mấy câu, coi như để hắn đánh đổi một số thứ hắn đều sẽ không tiếc. Chỉ là, ngũ trưởng lão câu nói tiếp theo, để hắn lửa nóng nội tâm thoáng cái lạnh xuống, nàng mặt không thay đổi mở miệng, được rồi, giang giật, nói nhảm đừng nói là. Chúng ta thiên ẩn tông không muốn nam đệ tử, cũng không thích cùng nam nhân liên hệ, có chuyện nói thẳng. Trong tông phái không cho phép nam tử tiến vào, sở dĩ có chuyện ngươi tại cái này nói đi. Giang giật không nghĩ tới ngũ trưởng lão trở mặt vượt qua đến nhanh như vậy, sừng sốt một hồi lúc này mới trầm giọng nói ra, vậy thì tốt, ta tự đi thẳng vào vấn đề, lần này tới quý tông là tìm đến một người, nàng gọi tô như tuyết, là thê tử của ta, giờ phút này ngay tại các ngươi thiên ẩn tông bên trong. Thê tử của ngươi, ngũ trưởng lão trong mắt hàn mang lóe lên, phẩy tay áo một cái nói, giang giật, ngươi tính sai, nơi này không có thê tử của ngươi, cũng không có cái gì tô như tuyết, ngươi trở về đi, Nói xong ngũ trưởng lão hướng truyền tống trận đi đến, giang giật sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, liên thanh quát khẽ nói các loại chờ ngũ trưởng lão. Thê tử của ta tô như viết thật ngay tại các người thiên ẩn tông bên trong, xin các người cẩn thận điều tra thêm, giống như các người có thể trả lại nàng, tại hạ nguyện ý trả bất cứ giá nào. Có nói hay chưa liền không có, ngũ trưởng lão sắc mặt rét lạnh hoàn toàn không để ý tới giang giật, cũng quát khẽ mở ra truyền tống trận. Hưu, giang giật nổi giận, trong tay cương phong liên tục không ngừng đánh ra, lạnh giọng quát, ngũ trưởng lão, không nên ép ta, ta giang giật nổi điên, ngay cả mình đều sợ hãi. Vì như tuyết ta không tiếc cùng cửu đế gia tộc là địch, các người thiên ẩn tông mặc dù cường đại, nhưng nếu không đem như tuyết trả lại cho ta, ta thể diệt các ngươi một tông. chương 990, băng long vệ hồn, khanh khách, ngũ trưởng lão nghe được giang giật cười, cười đến trang điểm lộng lẫy, trước ngực loạn chiến, tóc bạc lão ẩu mấy người cũng giận không thể nhỉ, toàn bộ binh khí xuất hiện lần nữa liền muốn động thủ, ánh mắt đều khóa chặt ngũ trưởng lão, liền chờ nàng ra lệnh một tiếng. Giang giật, năm trưởng lão đại cười một trận, lúc này mới nhìn qua giang giật nói tuổi trẻ là ngươi vốn liếng, nhưng tuổi trẻ khinh cuồng, thế giới này đừng nói ngươi, coi như cửu đế dám cuồng cũng sẽ vẫn lạc. Lúc đầu hôm nay ta cũng không hội kiến ngươi, bất quá là yêu quý nhân tài, mới cho ngươi cái mặt mũi, thật coi chúng ta thiên ẩn tông là quả hồng mềm đã ngươi yêu cầu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giang giật hoàn toàn không thèm đếm xỉa, một điểm cũng không sợ sợ, hắn cùng tôi như tuyết tách ra quá lâu quá lâu tôi như tuyết cũng chịu quá nhiều quá nhiều cực khổ cho dù chết hắn cũng sẽ không bỏ rơi sở dĩ hắn âm thanh lạnh lùng nói ngũ trưởng lão không phải ta khinh cuồng ngươi có thể không hiểu rõ cùng nữ nhân yêu mến tách ra thống khổ như tuyết cùng ta yêu nhau mến nhau là ta trả giá quá nhiều ta đã từng đáp ứng muốn chiếu cố nàng cả một đời đáp ứng nàng không cho nàng bị bất kỳ ủy khuất gì nhưng ta không có làm đến lời hứa của ta nàng cùng ta tách ra quá lâu quá lâu nàng chịu quá nhiều quá nhiều cực khổ vì nàng ta không tiếc hết thảy không thể cứu hồi trở lại nàng ta tình nguyện chết một lần con người của ta cũng không phải không biết đạo lý người cũng không phải không biết trời cao đất rộng ta mới vừa nói các ngươi đem như tuyết trả lại cho ta ta có thể trả bất cứ giá nào giống như các ngươi liền cơ hội này cũng không cho ta ta không tiếc một trận chiến giang giật lời nói đến mức rất chân thành phát đến nội tâm tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn đối tô như tuyết nồng đậm yêu thương loại kia vì nữ nhân yêu miến cận kề cái chết quyết tuyệt rất nhiều ngày ẩn tông cô gái trẻ tuổi binh khí trong tay đều để xuống trong mắt một mảnh tâm tình rất phức tạp nữ nhân đều là cảm tính động vật vô luận nữ nhân này lại cường đại lại có nguyên tắc lại đau hận nam nhân nàng bản chất vẫn là nữ nhân trời sinh thích xuân đau thu buồn dễ dàng bị cảm động ngũ trưởng lão rất rõ ràng cũng bị xúc động nàng trầm mặc trong tay sáng lên nguyên lực cũng lặng yên dập tắt nàng trầm tư thật lâu lúc này mới u u mở miệng nói giang giật ta cho ngươi một cái cơ hội, tiếp nhận ta nhất cường đại công kích không chết, ngươi vừa rồi mạo phạm ta thiên ẩn tông sự tình xóa bỏ, sau đó ngươi sẽ giúp chúng ta làm một chuyện, nếu ngươi có thể làm được, ta cho ngươi đi gặp mặt tông chủ cơ hội, có thể hay không thuyết phục tông chủ, tự xem ngươi bản sự. Giống như ngươi không nguyện ý, ta chỉ có toàn lực truy sát ngươi, thiên ẩn tông chưa từng e ngại bất cứ địch nhân nào cùng khiêu chiến. Hai lựa chọn, đệ nhất tiếp nhận một kích cùng giúp thiên ẩn tông làm một chuyện, đổi lấy gặp mặt thiên ẩn tông tông chủ cơ hội đệ nhị cùng thiên ẩn tông vạch mặt tử chiến hai cái này đều không phải là lựa chọn tốt coi như có thể gặp mặt tông chủ kết quả cuối cùng là cái gì ai cũng không biết giang giật trầm tư trọn vẹn nửa nén hương lúc này mới cười khổ hướng ngũ trưởng lão chắp tay nói hy vọng ngũ trưởng lão nói lời giữ lời tới đi tốt người cẩn thận ngũ trưởng lão trong tay chậm rãi sáng lên bạch quang quát khẽ nói ta công kích mạnh nhất là lục tinh đạo văn băng long phệ hồn đây là nhục thể cùng linh hồn song trọng công kích người nếu là một nén nhang bên trong không thể thoát khốn người hẳn phải chết không nghi ngờ nhục thể cùng linh hồn song trọng công kích giang giật đôi mắt co rụt lại người này có thể trở thành thiên ẩn tông trưởng lão quả nhiên bất phàm nhục thể cùng linh hồn có thể song trọng công kích đây là hắn lần đầu tiên nghe nói qua uống hắn vội vàng không dám khinh thường cương phong liên tục không ngừng đánh ra ngưng kết cương phong chi nhận đồng thời hắn còn lui ra phía sau vài dặm thả ra lôi hỏa thần thuẫn tại cương phong thần thuẫn bên trong hình thành một cái thật mỏng lôi hỏa thần thuẫn, 72 thanh hồn kiếm đem chủ linh hồn bao quanh bao lại, hắn giống to, tới đi. Chá, ngũ trưởng lão khẽ kêu một tiếng, thân thể nhẹ nhàng điểm một cái, bay lên giữa không trung một đôi tuyết trắng ngọc thủ múa, bốn phía phong tuyết nhanh chóng hướng nàng hội tụ, phương viên mười dặm bông tuyết đều hướng nàng lướt tới, thân thể của nàng cũng bị tuyết trắng bao trùm, tại bên người nàng ngưng tụ ra một đầu ống ánh sáng long lanh băng long. Ngao, kia băng long ngưng tụ tụ mà ra, hoàn toàn sống lại cặp kia băng tuyết ngưng kết mắt to bên trong để lộ ra tới uy áp cùng sát ý để giang giật cùng sở hữu thiên ẩn tông đệ tử không lạnh mà lật kia dài đến trăm trượng thân hình khổng lồ bên trong ẩn chứa đến cường đại lực lượng cũng làm người ta ngạt thở băng long vệ hồn đi ngũ trưởng lão thân thể theo băng long bên trong bay ra mặt ngọc băng hàn dáng người yêu mỹ phiêu nhiên như tiên nàng dưới chân băng long cũng lần nữa phát ra một tiếng long ngâm mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hướng giang giật gào thét mà đi đến hay lắm, Giang giật tại thời khắc này đôi mắt sáng như tinh thần, thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầu kia băng long rất nhanh gào thét mà đến, đem hắn thôn vệ đi vào. ầm ầm, Giang giật thân thể bị trùng điệp xung kích ra ngoài, nện vào xa xa sơn phong bên trong, ngũ trưởng lão sở hữu thiên ẩn tông đệ tử toàn bộ đôi mắt sáng lên, bởi vì Giang giật lại bằng vào cương phong thần thuẫn cùng lôi hỏa thần thuẫn mạnh mẽ chặn công kích, thân thể mặc dù máu thịt be bé bét, nhưng rõ ràng không có bị rất lớn tổn thương tiểu tử này phòng ngự ngược lại là rất cường đại, tự nhìn hắn linh hồn có thể hay không đỉnh lại. Hừ hừ, ta cái này băng long vệ hồn, kinh khủng nhất thế nhưng là công kích linh hồn. Ngũ trưởng lão rất nhỏ cười một tiếng, nội tâm dâng lên một lần ái tài chi tâm, nhưng nàng cũng không có bất kỳ cái gì cử động, mỗi người có mỗi người nguyên tắc, giang giật đã lựa chọn con đường này, sống hay chết tự nhìn hắn tạo hóa. A, ngũ trưởng lão công kích xác thực sắc bén, giang giật phát hiện gương phong thần thuẫn cùng lôi hỏa thần thuẫn đứng vững về sau, không còn có đi quản thân thể, mà là toàn lực khống chế hồn kiếm đi ngăn cản linh hồn. Bởi vì một đạo không hiểu năng lượng tiến vào hắn trong thân thể, bay thẳng linh hồn thức hải. Hỏng bét, để hắn vạn phần hoảng sợ là nương theo lấy kia cỗ kỳ dị năng lượng tràn vào trong thân thể của hắn còn có một cỗ cường đại hàn khí, kia hàn khí tập thân, trong nháy mắt đem hắn thân thể cùng linh hồn đông kết, 72 thanh hồn kiếm cũng bị đóng băng, hắn căn bản là không có cách khống chế hồn kiếm phòng ngự linh hồn suy suy, kỳ dị năng lượng nhẹ nhóm tiến vào linh hồn thức hải, biến thành vô cùng vô tận châm nhỏ hướng hắn chủ linh hồn vào tới, giang giật có thể rõ ràng cảm ứng được linh hồn bị thương, không ngừng bị công kích, giống như mặc cho cái này châm nhỏ công kích, sợ là thời gian một nén nhang không đến, chủ linh hồn liền muốn hỏng mất. Ngươi nếu là một nén nhang bên trong không thể thoát khốn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang giật nhớ tới ngũ trưởng lão lời nói, nội tâm không hiểu trầm xuống, cái này ngũ trưởng lão nói không sai, thời gian một nén nhang trong thân thể của hắn hàn khí còn không có đuổi ra ngoài, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vấn đề là, cái này băng long phệ hồn hàn khí so ải nhân tộc tuyết long bên trong hàn khí muốn cường đại gấp 10, tại không có ngoại lực trợ giúp dưới, giang giật là tuyệt đối không có cách nào khu trục hàn khí. Linh hồn hắn bị đông cứng, thân thể bị đông cứng, nguyên lực bị đông cứng, toàn thân đều biến thành băng điêu, lại như thế nào có thể khu trục hàn khí. Phải chết sao, giang giật sâu trong linh hồn dâng lên một tia tuyệt vọng, bất quá cái này tuyệt vọng rất nhanh bị không cam lòng không phục thay thế nội tâm của hắn gào thét ta không thể chết ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm ta còn có quá nhiều người muốn thủ hộ ta giang giật lại há có thể chết tại cái này hàn khí làm như thế nào đem hàn khí này đuổi ra ngoài giang giật trong đầu gấp trăm lần tốc độ vận chuyển sống còn thời khắc hắn toàn bộ tiềm năng đều bị kích phát ra đến một nén nhang bên trong không đem hàn khí đuổi ra ngoài hắn chỉ có một con đường chết hàn khí đúng rồi băng tuyết đạo văn, đột nhiên, nội tâm của hắn khẽ động, linh hồn cũng hơi run lên. Muốn khu trục hàn khí, hắn chỉ có một con đường, tại thời gian một nén nhang bên trong cảm ngộ băng tuyết đạo văn. chương 991, băng phong thiên lý, cảm ngộ hỏa hệ đạo văn võ giả đốt không chết, cảm ngộ thủy hệ đạo văn người chìm không chết, đồng dạng nếu là có thể cảm ngộ băng tuyết đạo văn, vậy khẳng định tựu không sợ lạnh, hàn khí này tự sụp đổ. Một khi không e ngại hàn khí, Giang giật cũng có thể nhẹ nhõm vận dụng hồn kiếm đem những này tràn vào não hải kỳ dị năng lượng phá hủy. Sinh tử một nén nhang, Giang giật hoàn toàn không để ý tới phía ngoài bất kỳ tình huống gì, cũng không đi quản linh hồn bên trong công kích, hắn quên đi hết thảy, ép buộc chính mình yên lặng tại bao phủ toàn thân kia cỗ hàn khí bên trong. Chậm rãi, hắn bất chi bất giác tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn cũng cảm giác chính mình biến thành băng hải bên trong một đầu tiểu ngư, bốn phía đều là vô biên vô tận băng sơn hàn tuyết, hắn cảm giác lạnh quá lạnh quá, cảm giác mình bị thế giới vứt bỏ. Lạnh, đây là một loại phi thường phổ thông xúc cảm, đây là nhân loại đơn giản nhất mấy loại giác quan một trong. Lạnh, nóng, đau nhức, ngứa, nhiệt độ thấp tự nhiên là lạnh, thời tiết quá lớn, sinh mệnh tựu không cách nào kéo dài, sở dĩ lạnh là sinh mệnh thể thiên địch, nhân loại vì chống cự giá lạnh hội mặc vào thật dày y phục, sưởi ấm vân vân. Chẳng lẽ băng tuyết đạo văn liền là lạnh chi đạo vấn đề là lạnh là một loại gì cảm giác ta lại thế nào cảm thụ cái này lạnh chi đạo. Giang giật trong đầu gấp trăm lần tốc độ vận chuyển, một bên thông qua thân thể cùng linh hồn bên trong truyền đến hàn khí tinh tế cảm ứng lạnh hương vi, một bên hết sức chăm chú đi cảm mộ, đi suy đoán, đi xác minh, lần lượt phủ định, lần lượt suy đoán, lần lượt lần nữa lật đổ. Thời gian từ từ trôi qua, trên bầu trời tung bay bụi đất đã sớm rơi xuống, giang giật chỗ trên núi nhỏ đá vụn cũng ngừng trượt xuống, cả người hắn đều bị đá vụn chôn sống tiến vào, toàn thân đều kết băng, tựa như một cỗ băng thi, trong thân thể của hắn rất nhiều máu dịch chảy xuôi mà ra, nhưng đều bị hàn khí cóng đến động lại, hô hấp của hắn trở nên cực kỳ yếu ớt, linh hồn cũng không ngừng bị công kích, sẽ đến sụp đổ cực hạn. Đáng tiếc một thiên tài, ngũ trưởng lão khe khẽ thở dài, lông mày nhíu lên, tại thời khắc này nàng hỏi mình có phải hay không quá không gặp nhân tình sống sờ sờ đem một cái tuyệt thế thiên tài cho hủy đi, phải biết gian giật mới 23 tuổi. Nếu là đến nàng cái này tuổi trẻ, chỉ cần không chết hiểu tuyệt đối nhẹ nhõm nghiền ép nàng. Sai, Phật dưới núi, Giang giật đốt diệt năm cái dưới thần, nàng chỉ có ngũ tinh thực lực, mặc dù nửa chân đạp đến vào nửa thần cảnh, nhưng nếu là Giang giật công kích, nàng hẳn là nhẹ nhõm bị chém giết. Ngũ trưởng lão cũng không biết rõ Giang giật hoàn toàn không có cách nào lại thôi động luyện thần lô, nàng coi là Giang giật vì tô như tuyết, không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi, không tiếc tươi sống bị nàng hủy diệt, nghĩ tới đây nội tâm của nàng càng cảm giác khó chịu. Nàng đích xác có 40-50 tuổi, một mực lẻ loi một mình, Thiên ẩn tông bên trong cũng không có lấy chồng nữ tử, ai dám động đến tình hoặc là cùng nam tử tăng tiệu với nhau, một khi phát hiện lập tức chém giết. Đây là tông quy. Sở dĩ ngũ trưởng lão cái này đều không có hưởng qua bị nhân ái cùng người yêu tư vị, chính vì vậy nàng bị giang giật si tình cảm động. Nếu là những người còn lại dám nói diệt Thiên ẩn tông nhất mạch, nàng đã sớm truyền lời vào trong tông phái, một đám bán thần ra đem nó trực tiếp chém giết. Ai, đây chính là mệnh a, giang giật, thật có lỗi ngũ trưởng lão cuối cùng vẫn không có đi giúp Giang Giật, mà là thu hồi thần thức, chuẩn bị truyền tống về Thiên Ẩn Tông. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, chính nàng còn không phải như thế từ khi tiến vào Thiên Ẩn Tông, nàng tự nhất định tuổi già cô đơn cả đời. Mở ra truyền tống trận, một nén nhang lập tức sẽ đến, Giang Giật linh hồn cũng sẽ sụp đổ, hô hấp cũng đình chỉ, tại ngũ trưởng lão xem ra, Giang Giật hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đạo văn này thiên quân cảnh người chúng hẳn phải chết, Giang Giật mặc dù có một ít kỳ lạ thần thông cùng bảo vật, nhưng hắn nguyên lực cảnh giới chỉ có thiên quân tứ trọng đây là không cách nào cải biến sự thật suy suy truyền tống trận chậm rãi phát sáng lên ngũ trưởng lão cũng nhắm mắt lại lần nữa khe khẽ thở dài trên mặt lộ ra một tia áy náy vào thời khắc này phương viên mười dặm thiên địa nguyên khí đột nhiên động điên cuồng hướng giang giật chỗ sơn phong chen chúc mà đi phương viên mười dặm phong tuyết cũng lên núi phong dũng mãnh lao tới cùng một thời gian cửu thiên tri thượng phong vân tề động một viên tinh thần phát sáng lên một vệt thần quang phá không mà đến, quang mang kia sáng nhất, đem ngũ trưởng lão tấm kia tràn đầy ngạc nhiên mặt chiếu lên sáng như tuyết. Ông, truyền tống trận đã khởi động, ngũ trưởng lão cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng cường đại trói buộc liền muốn truyền tống rời đi. Nàng không biết phát cái gì chuyện gì, nhưng vẫn là bản năng lưu lại một đạo tiếng kinh hô, thiên địa dị tưởng, tinh thần thần lực, chẳng lẽ là ngũ tinh đạo văn. Ngũ tinh đạo văn, tóc bạc lão ẩu bọn người toàn bộ đôi mắt co rụt lại, thượng giai đạo văn rất khó dung hợp, đốn ngộ càng là khó càng thêm khó đốn ngộ ngũ tinh trở lên đạo văn kia càng là mấy ngàn năm không có phát sinh sự tình đương nhiên người ở chỗ này đều không tin tưởng giang giật cái này ngũ tinh đạo văn sẽ là ngộ hiểu cho là hắn trước kia tựu đều cảm ngộ hơn phân nửa giờ phút này chỉ là dung hợp mà thôi mặc dù như thế tất cả mọi người vẫn là nội tâm khuấy động không thôi giang giật có thể tại sống còn thời khắc kích phát tiềm năng cuối cùng đột phá để các nàng rất là khâm phục như thế tình huống đổi lại các nàng đã sớm ngoan ngoãn chờ chết ai dám cái gì đều không quan tâm, đem sinh tử không để ý, toàn lực đi tìm hiểu đạo văn. A à, Giang giật cảm mộ vẫn là băng tuyết loại đạo văn. Tóc bạc lão ẩu thần thức đảo qua đi, do xét đến Giang giật trong thân thể hàn khí toàn bộ biến mất, bên ngoài cơ thể băng tuyết cũng hòa tan, không nhịn được có chút kinh nghi bất định. Giang giật trước kia chưa từng ra tuyết vực, bình thường tình huống không phải tuyết vực đích xác rất ít người có thể cảm mộ băng tuyết loại đạo văn, chẳng lẽ lại Giang giật tới tuyết vực sau mới cảm mộ cái này đạo văn suy suy bên kia tinh thần chi lực đã xuất vào giang giật linh hồn trong thức hải rất nhiều người thấy một trận nhãn nóng cái này tinh thần chi lực thế nhưng là đồ tốt diệu dụng vô tận a bất quá so với tinh thần chi lực chân quý hơn vẫn là ngũ tinh trở lên đạo văn nếu muốn trở thành cường giả trở thành bán thần sừng sững đỉnh phong vậy thì nhất định phải cảm ngộ dung hợp ngũ tinh trở lên đạo văn bán thần không thể so với thiên quân rất nhiều thiên quân đỉnh phong nhưng thật ra là dùng vô số hạ giai đạo văn sống sờ sờ trồng lên đi dạng này thiên quân đỉnh phong chiến lược thấp đến đáng thương, cũng cả một đời đều không có hy vọng đột phá bán thần, đạp vào đỉnh phong. Ông, truyền tống trận lần nữa phát sáng lên, ngũ trưởng lão lại bị truyền tống tới, tất cả mọi người bị giật mình tỉnh lại. Ngũ trưởng lão thần thức cũng trước tiên hướng giang giật quét tới, nhưng nàng thần thức còn không có khóa chặt giang giật, lại phát hiện bốn phía phong vân kỳ động, nơi xa vô tận phong tuyết hướng bên này hội tụ, một cỗ hàn lưu vào tới, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Băng phong thiên lý, một đạo khoái ý vô cùng trầm hống tiếng vang lên, tại thanh âm hắn vang lên một khắc này, bốn phía sơn giã đột nhiên trở nên khắp nơi óng ánh chi sắc, phương viên mười dặm sở hữu núi đá đều kết băng, thậm chí không gian tựa hồ cũng bị đông lại. Ây, ngũ trưởng lão bờ môi khẽ động, vừa định thuyết minh một chút cảm khái, nhưng một giây sau toàn thân lại kết băng. Tóc bạc lão ẩu bọn người càng là không chịu nổi, đã sớm biến thành từng tòa băng điêu. Ầm, um, hai hơi thời gian về sau, ngũ trưởng lão trên người hàn băng bạo liệt, nàng thân thể chấp động không ngừng tại thiên ẩn tông đệ tử bên người đánh ra từng đạo trưởng ấn, đem trên người mọi người hàn băng đều đập nát, đồng thời mỗi người bắn ra một đạo nguyên lực về sau, lúc này mới nhìn qua khắp nơi bị đông lại không gian hít vào hai cái hơi lạnh, lẩm bẩm nói quả nhiên là ngũ tinh đạo văn băng phong thiên lý, giang giật quá biến thái, cái này băng hệ đạo văn cũng có thể cảm mộ, ta thế nhưng là dung hợp hơn 10 năm còn không có triệt để dung hợp. Đáng tiếc a à, hắn là nam tử. Nếu không có thể kéo nhập trong tông phái, thiên ẩn tông nói không chừng có thể trở thành đệ nhất ẩn thế đại tông. Vù vù, nơi xa sơn phong bên trong một đạo máu me khắp người thân thể bắn ra, giang giật ánh mắt tại ngũ trưởng lão cùng một đám tất cả đều là vẻ kinh ngạc thiên ẩn tông đệ tử trên mặt đảo qua, khoa ý cười một tiếng dài nói, ngũ trưởng lão, ta giang giật còn sống, còn sống, ha ha ha. chương 992, Tẩy Hồn Chi. sống sót sau tai nạn còn cảm ngộ một cái cường đại đạo văn, để giang giật toàn thân đều yên lặng tại trong vui sướng, loại này vui sướng khó có thể nói nên lời, không có trải qua cái này sự tình người cũng rất khó cảm thụ loại tâm tình này. Đốn ngộ, một nén nhang bên trong đốn ngộ một cái ngũ tinh đạo văn, không cần dung hợp, trực tiếp đốn ngộ. Việc này nếu là truyền khắp thiên hạ, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, bởi vì đốn ngộ ngũ tinh đạo văn trên loại tình huống này lần xuất hiện là tại vài ngàn năm trước. Gần nhất trăm năm qua đốn ngộ tối cao đạo văn chỉ có tứ tinh, vậy vẫn là bác hoàng năm đó ngộ hiểu đạo văn thất tinh phá. Giống như tính toán ra, Giang giật đối với băng tuyết đạo văn nhận biết cũng không ít thời gian, ải nhân tộc tuyết long liền để hắn có một tia xúc động, hơn 10 ngày trước hắn tại băng nguyên bên trên lại có một chút xúc động, bất quá khi hắn đi bắt giữ kia tia đạo vận lúc, lại biến mất không thấy. Mấy năm trước, Giang giật tại Vu thần càn khôn điện bên trong tầng thứ tư, nơi đó cũng là một mảnh băng nguyên, hắn tại băng nguyên bên trong kém chút bị dị thú giết, lại suýt chút nữa bị nhai tí thú đánh giết. Về sau hắn đi u minh cửu uyên, kia là thiên tinh đại lục cực bắc, cũng đầy trời tung bay tuyết lớn, giang giật đối với băng tuyết cũng không lạ lắm, lần này có thể cảm ngộ băng hệ đạo văn cũng là nước chảy thành sông. Đương nhiên này chủ yếu quy công cho giang giật hung ác. Đối với mình hung ác, đưa tử địa mà hậu sinh, một khắc này tình huống quá nguy hiểm, hắn nhục thể lúc nào cũng có thể bị đông cứng phá hư, linh hồn lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một người vô luận tâm tính lại cường đại, lại không sợ chết, tại đối mặt tử vong lúc cũng sẽ có kinh khủng, lo lắng, luống cuống tâm lý, đây là một người bản năng thân thể cùng linh hồn tự nhiên phản ứng giang giật có thể quên hết thảy quên tử vong dáng vẻ quyết tâm này người bình thường không có khả năng có được người bình thường cũng không có hắn thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn tại cái này trong trạng thái có thể lại càng dễ cảm mộ đạo văn cảm giác mộ thiên chỗ trí lý bởi vì hắn bản thân tự dung hợp tiến vào thiên địa bên trong dung hợp tiến vào băng tuyết bên trong tốt ngũ trưởng lão một tiếng kêu tốt không che giấu chút nào đối giang giật thưởng thức nàng gật đầu nói, giang giật, người đã có thể tiếp nhận của ta băng long phệ hồn, ta tự nhiên tuân thủ hứa hẹn. Tay nàng nhẹ nhàng vung lên, tóc bạc lão ẩu mang người hướng bốn phía tán đi, ngũ trưởng lão mở miệng nói, giang giật, xuống tới trước liệu chữa thương đi, yên tâm có ta ở đây cái này, không ai có thể tổn thương ngươi. Cảm ơn, cảm nhận được ngũ trưởng lão thiện ý, giang giật chắp tay bay xuống tới, nuốt hai cái thuốc chữa thương, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng trực tiếp nhập định chữa thương. Tiểu tử này có thể xông ra lớn như vậy thanh danh hoàn toàn chính xác có bất phàm chỗ a ngũ trưởng lão sừng sững tại truyền tống trận bên cạnh một cái trên đá lớn nhìn thấy giang giật như thế tùy ý tựu bế quan không chút nào sợ nàng xuất thủ đánh lén đánh giết không nhịn được âm thầm cảm khái nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua giang giật tấm kia đều là huyết mặt trong lòng không hiểu cảm giác được một tia ghen ghét là cái kia gọi tô như tuyết nữ tử ghen ghét ghen có thể bị một cái dạng này kỳ nam tử yêu tha thiết tô như tuyết sợ là trên thế giới người hạnh phúc nhất a. Giang giật thụ thương thật nặng, một mực chữa thương đến nửa đêm mới tỉnh lại, bầu trời đến trong đêm cơ hồ không dưới tuyết, bất qua tối nay hắc phân dày đặc, cũng không có quá nhiều sáng ngời, ánh mắt của hắn tại bốn phía quét qua, lúc này mới phát bên cạnh ngọn núi trên vách đá đứng thẳng Ngũ trưởng lão. Hưu, thương thế hắn một hai ngày là không có cách nào khôi phục, chữa thương cả ngày hắn đã khá nhiều, chỉ ít hành tẩu lúc không có như tê liệt thống khổ, hắn đã đợi không kịp, thân thể chạy như bay, rất nhanh bay xuống tại Ngũ trưởng lão sau lưng đa tạ ngũ trưởng lão giang giật lần nữa vừa chắp tay lúc này mới nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão bóng lưng nói ngũ trưởng lão như tuyết thật tại thiên ẩn tông bên trong sao tại ngũ trưởng lão không quay đầu lại chỉ là có chút nghiêng mặt nhìn qua nơi xa mông lung bóng đêm nói nàng đích xác bị ta tông đệ tử mang về lúc ấy nàng bị vũ ra giam lỏng ta tông phái đệ tử cũng là phát hiện nàng bị giam lỏng hơn 2 năm mới ra tay giải cứu nàng nàng là một loại rất đặc thù linh thể người có lẽ không biết ta tông phái đệ tử toàn bộ đều là nữ tử, mà lại đều là đặc thù linh thể. a à, Giang giật đôi mắt sáng lên, âm thầm may mắn, may mắn tô như tuyết bị thiên ẩn tông mang đi, bằng không hắn đại náo vũ ra bốn vực, nói không chừng tô như tuyết hội bị rất nhiều tội, cũng rất có thể bị giết, hắn thật sâu thở dài sau mới có hơi nghẹn ngào hỏi, như tuyết, nàng còn tốt chứ? Rất không tệ, ngũ trưởng lão xoay người lại, khẽ mỉm cười nói, Giang giật ngươi đừng lo lắng, cô bé kia ta gặp qua, nàng vẫn còn tấm thân xử nữ, trên thân cũng không có vết sẹo cùng nội thương, hẳn không có tại vũ gia bị ngược đái. Nàng cũng là một cái rất kiên cường nữ tử, bị nhốt nhiều năm như vậy, cũng không có cam chịu, chỉ là những năm này bị cầm tù, tính tình có chút lạnh thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giang giật không ngừng xoa tay, muốn cười lại cười không ra, hắn dừng một chút lúc này mới nghiêm mặt nói ra, ngũ trưởng lão, người cần ta làm chuyện gì ta giúp ngươi làm xong sau chuyện này, các ngươi liền sẽ đem như tuyết trả lại cho ta không? Không thể, Ngũ trưởng lão, để giang giật trên mặt nụ cười miễn cưỡng ngưng kết xuống tới, sắc mặt nàng trịnh trọng nói ra, giang giật, ta chỉ là đáp ứng ngươi, ngươi tiếp nhận ta một kích, giúp chúng ta làm một chuyện, ta có thể dẫn ngươi đi gặp mặt tông chủ. Còn có thể hay không trả lại tô như tuyết, cái này muốn nhìn tông chủ ý tứ. Vừa vào thiên ẩn tông, cả một đời sinh là thiên ẩn tông người, chết cũng là thiên ẩn tông quỷ. Trong lịch sử, chúng ta thiên ẩn tông đệ tử chưa bao giờ phản bội chạy trốn hoặc là rời đi, bởi vì sở hữu rời đi phản bội chạy trốn người đều chết rồi ừ giang giật sắc mặt lạnh lẽo đều là vết máu mặt trở nên dữ tợn hắn ban ngày kém chút chết ở nơi này còn muốn giúp thiên ẩn tông đi làm một sự kiện lại đạt được một cái kết quả như vậy cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận giang giật người đừng vội nghe ta nói ngũ trưởng lão khoát tay áo ra gia hiệu giang giật an tâm chớ vội nàng ánh mắt nhìn về phía phương bắc nhẹ giọng giải nói ra người đối với chúng ta thiên ẩn tông không hiểu rõ tông phái chúng ta hàng năm đều sẽ phái ra không ít đệ tử ra ngoài tuần sát thiên hạ. Như phát hiện nữ tử linh thể, cũng sẽ ở đạt được nàng hoặc là người nhà của nàng sau khi đồng ý, lúc này mới hội mang về trong tông phái. Năm đó tôi như tuyết thế nhưng là đồng ý gia nhập chúng ta thiên ẩn tông, sở dĩ cũng không thể coi như chúng ta trắng trợn cướp đoạt. Mỗi một cái đi vào tông phái đệ tử, đầu tiên đều sẽ tiến vào tẩy hồn trì. Một khi tại cái này trong ao tắm rửa qua người, nàng trí nhớ trước kia đều sẽ bị phong ấn, hoàn toàn quên quá khứ, nàng về sau thân phận chỉ có một cái, thiên ẩn tông đệ tử. Từng tiến vào tẩy hồn trì người, thân thể của nàng cùng linh hồn cũng sẽ trở nên mạnh hơn, lại càng dễ tu luyện đột phá. Bất quá cái này tẩy hồn trì có một cái khuyết điểm chí mạng, tại tẩy hồn trì sau khi tắm người hội ỉ lại bên trên nó, tựa như ma túy, dính vào tựu không có ly khai. Trong một năm nếu là không ở trong ao tắm rửa, linh hồn của nàng hội khô kiệt, sẽ từ từ chết đi. Sở dĩ người coi như đem tô như tuyết mang đi, nàng cũng sẽ hoàn toàn không nhớ rõ ngươi đồng thời cuối cùng chết đi giải khai ký ức phong ấn việc này không tính rất khó khăn lịch đại tông chủ đều có biện pháp nhưng muốn để nàng giải trừ đối tẩy hồn chỉ ỷ lại việc này tưởng tương đối khó theo ta được biết trong tông chỉ có tông chủ một người có thể làm được nhưng tông chủ khẳng định phải trả một cái giá thật là lớn thậm chí nàng có thể một thân tu vi đều muốn phế bỏ ngươi cũng biết nhà ta tông chủ thực lực nhưng so sánh cửu đế người cảm thấy nàng sẽ vì một cái tô như tuyết bốc lên dạng này lớn nguy hiểm. Cái gì, Giang giật đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, tâm thoáng cái loạn, hắn dừng thật lâu lúc này mới thật sâu hít hai cái khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lần nữa thật sâu thở dài, đầy mắt hy vọng nhìn qua ngũ trưởng lão nói, ngũ trưởng lão, cầu ngươi chỉ cho ta điểm một con đường sáng, như tuyết đối với ta quá trọng yếu, nếu là không có nàng, ta cũng sẽ chết, ai, ngũ trưởng lão khe khẽ thở dài, nhìn qua nơi xa nửa ngày, lúc này mới quay đầu nói, đường sáng có, đồng thời tô như tuyết còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trả lại đưa cho ngươi. Bất quá đại giới có thể có chút đại, ngươi cần giúp chúng ta thiên ẩn tông làm hai chuyện, giống như ngươi có thể làm được hai chuyện này, ta nghĩ tông chủ coi như phế đi một thân tu vi, cũng sẽ giúp cho ngươi. chương 993, số mệnh, một sự kiện biến thành hai chuyện, giang giật không chỉ có không tức giận, ngược lại phát đến nội tâm cảm kích cái này ngũ trưởng lão. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Ngũ trưởng lão đây là tại giúp hắn, nếu không căn bản sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy, ẩn tông cường đại hoàn toàn không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, đừng nói một cái giang giật, liền nói hôm nay cửu đế tới, các nàng cũng sẽ không khuất phục. Sở dĩ hắn rất nhanh kiên định nói ra, hai kiện chuyện gì Ngũ trưởng lão, ngài nói. Ngũ trưởng lão tay chỉ biên giới tây nam nói, cái hướng kia ba ngoài vạn dặm có một tòa thần sơn, kia là Ải nhân tộc cứ điểm. Chuyện thứ nhất liền là giúp chúng ta san bằng Ải nhân tộc đem bọn hắn trục xuất khỏi thần sơn. Đây là trưởng lão đường định ra tới, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần đem ải nhân tộc đuổi ra thần sơn, người tự có tư cách đi gặp mặt nhà ta tông chủ. Cái gì, cứ việc trong lòng có chút chuẩn bị, giang giật vẫn là bị hù dọa. Hắn biết rõ ải nhân tộc cường đại, kia là tuyết vực 10 tông một trong, xếp hạng thứ năm gần với thiên ma tông về sau, tộc trưởng của bọn họ cũng là bán thần, có được tộc nhân 300 vạn, bốn ngũ kinh cường giả vô số kể. Mặc dù ngũ trưởng lão chỉ là muốn giang giật đem ải nhân tộc khu trục ra thần Sơn, nhưng cùng diệt đi ải nhân tộc không có khác biệt. Thần Sơn kia là ải nhân tộc căn bản, ải nhân tộc không có khả năng mất đi thần Sơn, giang giật phải hoàn thành chuyện này, kia nhất định phải đem ải nhân tộc cường giả cùng ải nhân tộc bán thần đánh giết, nếu không căn bản làm không được. Bán thần, giống như giang giật có thể thôi động luyện thần lô phóng thích tịch diệt chi hỏa, có lẽ có cơ hội đánh lén diệt đi ải nhân tộc bán thần, nhưng hắn không có nhiều như vậy tinh thần chi lực căn bản không khởi động được. Ban ngày bên trong hắn cảm ngộ Ngũ Tinh Đạo Văn Băng Phong Thiên Lý đạt được một chút tinh thần chi lực, nhưng này quá ít quá ít. Theo suy đoán của hắn đem tất cả tinh thần chi lực tiêu hao hết, nhiều nhất chỉ có thể thôi động Cửu Dương Chân Viêm, diệt sát một đám thiên quân không có vấn đề, bán thần là tuyệt đối đốt không diệt nổi. Ngũ trưởng lão, hắn đôi mắt chuyển động một vòng, nghi hoặc hỏi, các ngươi Thiên Ẩn Tông như vậy cường đại, đã các ngươi muốn diệt đi ải nhân tộc, vì sao không tự mình động thủ các ngươi đừng nói xuất động bán thần coi như một cái mệnh lệnh ải nhân tộc liền muốn ngoan ngoãn lăn ra tuyết vực a à. ha ha ngũ trưởng lão cười nhạt một tiếng nhẹ giọng nói ra giang giật chúng ta thiên ẩn tông chưa từng tham dự tuyết vực phân tranh đây là tộc quy coi như tông chủ cũng không thể vi phạm trừ phi có chứng cứ xác thực chứng minh ải nhân tộc trêu chọc chúng ta giang giật não hải nhất chuyển hỏi người ý tứ ải nhân tộc trêu chọc các ngươi nhưng các ngươi lại tìm không thấy chứng cứ chỉ là có chút hoài nghi mà thôi thông minh ngũ trưởng lão gật đầu nói chúng ta tông năm ngoái có một cái thánh nữ biến mất đủ loại dấu hiệu đều cho thấy việc này cùng ải nhân tộc có quan hệ ải nhân tộc bởi vì thân thể trời sinh thiếu hụt sở dĩ rất tự ti cũng rất tự ngạo tính cách bạo lướt tham lam háo sắc thánh nữ của chúng ta tự biến mất tại ải nhân tộc trong địa bàn rất có thể là bị ải nhân tộc thiếu tộc trưởng cầm xuống nhưng chúng ta người dò xét thật lâu một vị thái thượng trưởng lão còn tự thân đi một chuyến ải nhân sơn nhưng không có phát hiện vấn đề gì tìm tới bất cứ chứng cứ gì, cho nên chúng ta không thể động thủ. Mà lại ải nhân tộc cùng mãnh tượng tộc, hỏa cách tộc tam tộc là liên minh, chúng ta nếu là xuất thủ sẽ khiến tuyết vực náo động, phá hư tuyết vực cách cục, cho nên chúng ta nghĩ mời ngươi động thủ. Bất luận có thể hay không tìm tới thánh nữ của chúng ta, chỉ cần đem ải nhân tộc khu trục, uy hiếp tuyết vực là đủ. Chuyện này ngươi có thể dùng biện pháp gì, chỉ cần ngươi đuổi ải nhân tộc, chúng ta còn có thể giúp ngươi đứng vững mãnh tượng tộc cùng hỏa cách tộc áp lực. Giang giật, chuyện này làm thành về sau, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục tất cả trưởng lão, ngươi cũng có thể tiến vào trong tông phái cùng tô như tuyết gặp mặt. Đương nhiên nàng hội hoàn toàn không biết ngươi, ngươi muốn khôi phục ký ức còn có để tô như tuyết giải trừ đối tẩy hồn chị ỉ lại, ngươi còn cần làm chuyện thứ hai, để tông chủ ra tay giúp ngươi. Ta đã hiểu, Giang giật thở ra một hơi thật dài, cúi đầu nói chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai rất đơn giản, cũng rất khó khăn. Ngũ trưởng lão lần này ánh mắt nhìn về phía phương Nam, đưa tay chỉ nơi xa nói, huyền thần cung ngươi cũng không lạ lẫm a à, chuyện thứ hai liền là tiến vào huyền thần cung bên trong thu hồi tộc ta thánh vật lưu ly tháp cái này trí bảo năm đó bị huyền đế sửa đoạt đây cũng là chúng ta thiên ẩn tông sỉ nhục chúng ta thiên ẩn tông đệ tử đời đời kiếp kiếp đều muốn lấy hồi trở lại thánh vật rửa sạch sỉ nhục chỉ cần ngươi có thể đem cái này thánh vật mang về tông chủ coi như liều mạng hủy đi cả đời tu vi cũng sẽ giúp ngươi đem tô như tuyết đối với tẩy hồn chỉ ỉ lại giải trừ trừ cái đó ra người trừ phi đạt tới cửu tinh thực lực có thể nghiền ép chúng ta một tông, nếu không ngươi là không có cách nào mang về tô như tuyết. Huyền thần tông, Giang giật mày kiếm vẩy một cái, quay tới quay lui lại vòng trở về, Ngao Lư nói năm năm về sau huyền thần sơn cấm chế giải trừ, để hắn trước tiên đi vào, tự có cơ hội lấy được huyền thần cung, thiên ẩn tông lại để cho hắn đi huyền thần cung giúp các nàng thu hồi thánh vật. Thời gian 5 năm, năm đã qua một năm rưỡi, còn có 3 năm rưỡi thời gian, nói một cách khác hắn coi như có thể làm được hai chuyện này, muốn mang về tô như tuyết, cũng cần 3 năm rưỡi thời gian. 3 năm rưỡi, hắn thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu đều là cái kia sáng rỡ nữ tử kiều nhan, mấy năm không thấy, cũng không biết tô như tuyết biến thành dạng gì. Hắn kinh ngạc đứng đầy một hồi, mới nhẹ giọng thở dài, ngũ trưởng lão, ta có thể gặp như tuyết một mặt sao coi như xa xa nhìn một chút cũng tốt, người yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm loạn. Không thể, ngũ trưởng lão lắc đầu nói, giang giật, chúng ta thiên ẩn tông người đều là nữ tử, mà lại người người đều từng tiến vào tẩy hồn trì, đã mất đi trí nhớ trước kia. Trong tông sợ đệ tử cùng bên ngoài nam tử yêu nhau mến nhau phản bội chạy trốn, sở dĩ một mực quán thâu một cái quan niệm, nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Sở dĩ, tông phái chúng ta bên trong rất nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều trời sinh cửu thị nam tử, coi như ta có thể mang ngươi đi vào, một cái không tốt chọc giận một cái thái thượng trưởng lão, người rất có thể sẽ làm chàng bị giết chết. Nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Giang giật đùa cợt nở nụ cười, thiên ẩn tông người nói ải nhân tộc biến thái, các nàng sao lại không phải một đám biến thái người một cái tất cả đều là nữ tử tông phái, âm dương mất cân đối, một đám không có nam nhân yêu thương, chưa từng hưởng qua tình yêu cùng nam nhân tư vị lão sử nữ, làm sao có thể không biến thái. Ta đi, lần nữa đứng hồi lâu, Giang giật ánh mắt chuyển hướng ngũ trưởng lão, lạnh lùng nói ra, đợi ta khu trục hoặc là hủy diệt ải nhân tộc kia một ngày, ta hội lại đến, hy vọng các ngươi nói mà may mắn, nếu không ta giang giật thề diệt các ngươi một tông hiu hắn nói xong thân thể trực tiếp nhảy xuống đỉnh núi hướng nơi xa bay đi hai tay của hắn mua bốn phía cương phong đều nhẹ nhõm bị hắn hấp thu thân thể của hắn cũng rất nhanh biến mất tại trong gió đêm ngũ trưởng lão nhìn qua giang giật biến mất phương hướng trầm mặc đứng thẳng cũng không biết lại nghĩ cái gì trọn vẹn đứng nửa canh giờ nàng mới u u thở dài nói giang giật đừng trách chúng ta vô tình đây chính là mệnh của ngươi tại ngươi bước vào đông hoàng đại lục một khắc này vận mệnh của ngươi đã chú định, ngươi hoặc là quật khởi, hoặc là chỉ có thể vẫn lạc, đây chính là ngươi số mệnh. chương 994, Hỗn Chiến, băng nguyên phía trên, một người tại cô độc tiến lên, tối nay sắc trời rất đen, tầm nhìn không hơn trăm trượt, trong đêm tuyết vực rất nguy hiểm, cương phong nồng đậm, sở dĩ trong đêm gần như không có người tiến lên, ngoại trừ thiên ma tộc bên ngoài. Hành tàu người bề ngoài cùng thiên ma tộc giống nhau như đúc, một thân màu đen chiến giáp, màu da đen nhánh, hai tay cũng không phải là người bình thường tay, mà là một đôi long trảo, lưng của hắn có chút còng xuống, bộ pháp có chút nặng nề, hai con người cũng có chút thất thần, tựa như một cái đã mất đi hồn phách cô hồn dã quỷ. Hô hô, đi lại một canh giờ, Giang giật thở ra một hơi thật dài, ánh mắt hơi khôi phục một chút thanh minh, nhưng vẫn là rất cô đơn. Vạn lý xa xôi đi vào tuyết vực, thật vất vả tìm tới ẩn tông địa chỉ, còn kém chút bị tươi sống đánh chết, không nghĩ tới cuối cùng lại đạt được một cái kết quả như vậy. Khu trục ải nhân tộc, Tiến vào Huyền Thần Cung đạt được Thiên Ẩn Tông thánh vật. Hai chuyện này tựa như hai tòa như núi lớn ép tới giang giật hít thở không thông, hai chuyện này cũng khó khăn nhập lên trời, chuyện thứ nhất hắn nhất định phải đột phá bán thần, hoặc là đạt được rất nhiều tinh thần chi lực, nếu không căn bản không có cách nào đánh giết ải nhân tộc bán thần. Chuyện thứ hai càng thêm khó khăn, hắn có thể hay không vào Huyền Thần Cung cũng không biết, chớ nói chi là tìm tới Thiên Ẩn Tông thánh vật. Cước bộ của hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn đen ngịt bầu trời, nhìn qua kia áp đỉnh Hắc Vân. Càng thêm có một loại cảm giác hít thở không thông, ánh mắt hắn có chút nheo lại kinh ngạc nhìn lên bầu trời, tựa hồ cảm giác mây đen phía trên có một cái đại thủ, trong bóng tối thao túng hết thảy, nắm giữ lấy vận mệnh của hắn. Cảm giác này để hắn rất không thoải mái, cũng làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, vô luận hắn lại cố gắng, vô luận hắn thực lực lại cường đại, hắn phía trước vĩnh viễn có một tòa không thể vượt qua đại sơn, vận mệnh của hắn từ đầu đến cuối không cách nào tự quyết trưởng khống hắn vĩnh viễn chỉ có thể cong lưng hèn mọn tiến lên thẳng đến tử vong hắn giờ khác này ở một tòa núi nhỏ phía trên cũng không muốn đi tự đặt mông ngồi dưới đất cái gì cũng không muốn chỗ nào cũng không muốn đi cứ như vậy ngồi ngẩn người hắn cũng không biết chính mình nên đi đâu hắn cảm giác chính mình giống như là một cái lạc đường hài tử tìm không thấy phương hướng ngồi xuống liền là một đêm phía đông bầu trời xuất hiện một tia ánh dạng đông chiếu sáng giang giật tấm kia ẩn ẩn còn có vết máu mặt hắn rốt cục khôi phục một tia nguyên khí, đứng dậy thật dài thở dài, lấy ra hai cái thuốc chữa thương nuốt vào, sau đó tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương, đào móc một cái địa động đi lòng đất mấy trăm trượng. Bất luận về sau muốn làm sao, vô luận có thể hay không có biện pháp tốt, chỉ ít hắn muốn trước chữa thương. Tâm tính của hắn tại kim ô bí cảnh bên trong cũng đã nhận được thăng hoa, những năm này kinh lịch rất rất nhiều sự tình, hắn nói với mình, không thể đổ xuống. Hắn cũng ép buộc chính mình không thèm suy nghĩ quá nhiều, nghĩ kỹ tốt chữa thương, nghỉ ngơi thật tốt, trong đầu của hắn trống rỗng, vô danh công pháp vận chuyển nhanh chóng chữa thương. Hắn bị khốn long thảo cải tiến qua thể chất tự động bắt đầu chữa thương, nếu là người khác thương thế như vậy không tính dưỡng 10 ngày nửa tháng, dám chắc được đi đều khó khăn, hắn lại chỉ là hôm qua chữa thương một ngày liền có thể đi lại, có thể thấy được hắn năng lực khôi phục chi cường đại. Xa xa xa, hai ngày sau đó, hắn bị nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang kinh động đến, hắn đôi mắt thoáng cái mở ra, bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Nghỉ ngơi hai ngày để hắn thể lực cùng tinh lực đều đạt tới trạng thái đỉnh phong, trên mặt cũng không có chán trường chi sắc. Hắn hai lỗ tai có chút run run, nghe được bên kia thanh âm càng lúc càng lớn, sắc mặt cũng càng thêm trang nghiêm. Bởi vì bên kia chạy tới không phải một người, mà là trăm người. Kia trăm người cũng là theo lòng đất hành tẩu, hẳn là thiên ma tộc người, bước chân bối rối ồn ào, rõ ràng là tại chạy trốn, hắn cũng không muốn bị liên lụy. Trên người hắn cương phong vô thanh vô tức bay ra, liền muốn chuẩn bị chạy trốn, hắn thần thức cũng hướng bên kia quét tới, bước chân cũng rất nhanh ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ trần chờ. Kia trăm người đích thật là thiên ma tộc người, thân phận của hắn ma tinh đường ca ma thiên còn tại bên trong, còn có một cái để hắn thật bất ngờ người ma yêu như thế mà cũng ở trong đó, cái này trăm người trên mặt đều là vẻ kinh hoàng, rõ ràng bị đại quân đang đuổi giết. Rầm rầm rầm, quả nhiên, phía trên rất nhanh truyền đến từng đợt đánh mặt đất thanh âm, giang giật còn dò xét đến hai bên trái phải vò tới rất nhiều ải nhân tộc, bốn phương tám hướng đều là đánh mặt đất thanh âm. Đây là một loại rất kỳ lạ thần thông, ải nhân tộc đánh mặt đất, mặt đất cũng sẽ không bạo liệt, ngược lại sẽ xuất hiện chấn động vô hình đợt, khiến dưới đất chạy trốn người tốc độ bỗng nhiên dần dần, đồng thời nội tảng cũng sẽ bị chấn động, trường kỳ bao phủ tại cái này sóng chấn động bên trong, nhẹ thì thụ thương, nặng thì tươi sống bị đánh chết. Mã lạc qua bích, Giang giật phát hiện chính mình cũng bị sóng chấn động bao phủ, âm thầm mắng một tiếng, vừa rồi trần chờ một chút để hắn đã mất đi tốt nhất cơ hội đào tẩu, tiếp tục như vậy hắn vừa mới khôi phục thương thế lại sẽ bị tái phát, nội tạng lại sẽ xuất máu. Cái này ải nhân tộc thần thông quá mạnh mẽ, phóng xạ phạm vi đạt tới dưới mặt đất ngàn trượng. Đất này mặt càng hướng xuống càng cứng rắn, coi như thiên ma tộc cũng chỉ có thể đi lòng đất mấy trăm trượng, giang giật cương phong lợi hại một chút, đoán chừng có thể đi dưới mặt đất hơn một ngàn trượng. Nhưng giờ phút này rất nhiều thần thức đã khóa chặt hắn, hắn lại thế nào dám phóng thích cương phong. Cùng bọn hắn liều mạng, đúng, không chạy được, cùng bọn hắn liều mạng, thần nữ, chúng ta đỉnh trước lại, người mau chạy đi. Nơi xa truyền đến từng tiếng quát lớn âm thanh, Giang giật mơ hồ nghe nói vài câu, đùa cợt nở nụ cười. Hắn đã dò xét đến phía trên ải nhân tộc đạt đến 5.000 người, mà yêu nhi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, nàng chiến lực mặc dù cường hoành, còn có được một cái cường đại cổ khí, nhưng nàng cũng vô pháp đối mặt một đám bốn ngũ tinh cường giả vây công. Cái này ngớ ngẩn thần nữ, làm sao dám mang theo chút người này tựu ra lần trước cha của hắn không phải nói ở bên ngoài coi như nữ nhi của hắn bị giết, hắn cũng sẽ không để ý tới cơ hội tốt như vậy, ải nhân tộc tuyệt đối sẽ đánh giết nàng, trả thù thiên ma tộc. Giang giật âm thầm cảm khái vài câu, bên kia ma yêu nhi trong tay Nguyễn Tiên đã xuất hiện, trên hai tay hắc quang lóe lên, thế mà cũng thay đổi thành hai cái tuyết trắng long chảo, thân thể mềm mại hướng lên trên mặt phóng đi, khẽ kêu chỉ có chiến tử thiên ma tộc, không có vứt bỏ tộc nhân thiên ma tộc. Toàn bộ người nghe lệnh theo ta giết ra ngoài, ta đã đưa tin hồi tộc bên trong, viện quân của chúng ta rất sắp tới, chỉ cần chúng ta giết ra một đường máu, nhất định có thể được cứu vớt. Giết, ma thiên bọn người bị ma yêu nhi mấy câu nói đến nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ trong mắt nổi lên hắc quang, thân thể đi theo bắn nhanh mà lên, ma yêu nhi thần thức cũng hướng giang giật quét tới, truyền lệnh nói, ma tinh đi theo ta cùng một chỗ trùng sát. Trùng sát đại gia ngươi, giang giật thầm mắng một tiếng, phía trên ải nhân tộc nhiều như vậy, bốn ngũ tinh cường giả rõ ràng không ít, ải nhân tộc bắt lấy cơ hội tốt như vậy, như thế nào lại lãng phí đoán chừng càng nhiều người lùn còn tại hướng bên này vào tới. Bằng vào ma yêu nhi bọn người là tuyệt đối sông không ra vòng vây, dưới đất còn có thể kéo dài lâu một chút, nếu là thiên ma tộc thật sự có viện quân, dưới đất tử thủ kia là biện pháp tốt nhất. Bất luận người dùng biện pháp gì, chỉ cần đem ải nhân tộc đuổi ra thần sơn, người tự có tư cách đi gặp mặt nhà ta tông chủ. Giang giật vốn không muốn đi trôi cái này đầm vũng nước đục, nhưng nhớ tới ngũ trưởng lão, nội tâm của hắn không hiểu khẽ động, giống như hắn có thể đem hai tộc mâu thuẫn biến thành huyết hải thâm cừu, hắn có hay không có thể mượn nhờ thiên ma tộc lực lượng đem ải nhân tộc hủy diệt. Giết, hắn rất nhanh quyết định được chủ ý, cái kia chính là đem phía trên mấy ngàn người cùng một đám bốn ngũ tinh cường giả toàn bộ đánh giết, để hai tộc nợ máu triệt để không cách nào hóa giải. chương 995, cách không đánh giết, suy suy, mà yêu nhi chiến lược hoàn toàn chính xác rất không tệ, đương nhiên phải quy công cho trong tay nàng cổ khí, cái này cổ khí quá cứng cỏi, uy lực cũng thực sự rất khủng bố, giờ phút này biến thành ngàn trượng trường, mà yêu nhi nhẹ nhàng vung vẩy thoáng cái, roi giống như cuồng long không ngừng đánh xuống, mỗi lần đều có thể quét ngang một mảnh ải nhân tộc. a à, vô số ải nhân tộc thân thể bị roi tươi sống chém nát, đầu bạo liệt, tự liền trong tay bọn họ thiết trụy đều bị nện nứt, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, ải nhân tộc ít nhất có 300 người chết bởi cái này roi phía dưới. Ô ô, thiên ma tộc bên này cũng rất khốc liệt, ải nhân tộc nhiều lắm, bốn phía đều là gào thét mà đến tuyết long, rất nhiều thiên ma tộc mới vừa từ dưới mặt đất sông lên, trực tiếp bị đông cứng, sau đó bị ải nhân tộc nhẹ nhõm đánh giết. Nếu không phải ma yêu nhi còn có mấy tên thiên ma tộc bốn ngũ tinh cường giả cứu Việt, sợ là cái này hơn 100 người sớm đã toàn quân bị diệt. Vù vù, thiên ma tộc tựa như lòng đất như độc xà, không ngừng lao ra, bất kể có hay không có thể một kích thành công đều sẽ lập tức lao xuống mặt đất, biến mất không thấy, Bọn hắn nhất tộc năng khiếu liền là đánh lén, chính diện tác chiến sẽ chỉ chết được càng nhanh. Bên trên, thiếu tộc trưởng hạ lệnh, chỉ cần cầm hạ ma thiên, ban thưởng chiến công một vạn điểm. Giết ha, thiếu tộc trưởng nói, ai có thể cầm hạ ma thiên, hắn hưởng dụng sau cho hắn đùa ba ngày. Oa ca ca, nơi xa hai cái ải nhân tộc thống lĩnh bạo hống, sở hữu ải nhân tộc lập tức điên cuồng, không muốn mạng hướng mà yêu nhi vào tới. Rất nhiều ải nhân tộc nhìn chằm chằm ma yêu nhi kia có lồi có lõm thân thể mềm mại trong mắt đều là hồng quang, một mặt dâm tà, hận không thể đem ma yêu nhi lột sạch, tùy ý đùa bỡn. Không minh, cút ra đây, có bản lĩnh cùng bản tiểu thư một trận chiến. Ma yêu nhi nghe đến mấy lời nói này, một tấm gương mặt xinh đẹp trở nên âm hàn đến cực điểm, trong tay nàng roi quang mang càng tăng lên, vung vẩy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nàng thân thể mềm mại ở giữa không trung tả đột hữu thiểm, tốc độ nhanh như hồng quang, nhiều lần đều hiểm hiểm tránh đi tuyết long công kích. Nàng chân mang một đôi xinh đẹp màu đen trường hoa, giờ phút này kia trường hoa bên trên cũng có thần bí đổ văn lấp lánh, rất rõ ràng nàng tốc độ nhanh như vậy, có thể so với ngũ tinh cường giả cũng là bởi vì này đôi giày nguyên nhân, nếu không giờ phút này nàng sớm đã bị đóng băng. Mặc dù như thế, đối mặt như thủy triều vào tới ải nhân tộc, mà yêu nhi vẫn là cảm giác vô lực như vậy cùng bất lực, nàng mặc dù nhiều lần tránh đi tuyết long, nhưng thân thể vẫn là bị hàn khí xâm nhập, tốc độ bắt đầu giảm bớt. Tiếp tục mang xuống, nàng cuối cùng sẽ bị tuyết long đánh trúng, sau đó bị bắt sống, cuối cùng bị ải nhân tộc thiếu tộc trưởng mang về ải nhân sơn, tùy ý đùa bỡn. Ha ha ha, thiên hơi nhỏ tỉ, là ngươi đang gọi ta sao? Nơi xa một cái trên núi nhỏ một đạo tiếng cười to vang lên, một người mặc tuyết trắng hoa lệ chiến giáp tuổi trẻ người lùn mang theo hơn 10 người ra núi nhỏ chi đỉnh. Bên cạnh hắn hơn 10 nhân khí hơi thở đều rất cường đại, bốn ngũ tinh cường giả không ít hơn năm người, ánh mắt của hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm ma yêu nhi thân thể mềm mại, hận không thể một cái đưa nàng nuốt vào, hắn dừng một chút âm dương quái giọng hú giải nói, phong thủy luân truyền, ma yêu nhi, lần trước các ngươi thiên ma tộc đánh chết ta đường đệ khâu địch, phụ thân ngươi thả ra nói ở bên ngoài coi như chúng ta đem ngươi giết đi, hắn cũng sẽ không ra mặt. Hôm nay cơ hội trời cho, không cầm xuống người ta khâu sáng tỏ không cần tại tuyết này vực lăn lộn, yên tâm đi, thiên hơi nhỏ tỉ, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi mang về ải nhân sơn, để ngươi nếm thử chúng ta ải nhân tộc độc môn trên giường thần kỹ, cam đoan ngươi thoải mái gọi cha. A, 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 bản tiểu thư không giết ngươi, thề không làm người. Mà yêu nhi vừa thẹn vừa giật, nàng khẽ kêu, sở hữu thiên ma tộc nghe lệnh, theo ta xung kích, chém giết khâu minh. Vù vù, nói xong ma yêu nhi thẳng tắp hướng phía trước phóng đi, roi dài điên cuồng múa, đem phía trước từng bầy ải nhân tộc xoắn thành thịt vụn còn lại mười mấy tên thiên ma tộc cũng điên cuồng hướng phía trước phóng đi, không ngừng theo mặt đất bắn ra, đem phía trước ải nhân tộc đại quân xé rách ra một con đường máu. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, mà yêu nhi phi thường tinh tường, hôm nay không cầm xuống khâu minh các nàng lại không còn sống cơ hội. Các nàng bị đuổi giết đại đã nửa ngày, đi theo hơn một ngàn người chỉ còn lại như thế điểm, nàng phái trở về báo tin người đã đi đại đã nửa ngày, giờ phút này còn không có viện quân đến. Hoặc là viện quân bị ngăn cản cắt, hoặc là báo tin người đã chết cho nên bọn họ chỉ có tử chiến chỉ có nghĩ biện pháp cầm xuống khâu minh ha 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 nhìn qua ma yêu nhi mang theo không ngừng tới gần nhìn thấy ải nhân tộc bị chém giết hơn mấy trăm khâu minh không có chút nào kinh hoàng nổi giận ngược lại cười ha hả trong mắt của hắn đều là đùa cợt chờ ma yêu nhi tới gần ba ngàn trượng khoảng cách hắn đại thủ đột nhiên vung lên quát khẽ nói công kích vù vù khâu minh sau lưng dưới núi nhỏ đột một bay lên một đoàn hắc vân Khoảng chừng hai ngàn ải nhân tộc nổ bắn ra mà lên, mà hậu thân con toàn bộ ở giữa không chung xoay tròn. Từng đầu tuyết long gào thét mà đến, khắp thiên đều là, căn bản là không có cách né tránh. Mà yêu nhi còn có còn lại 30, 40 người toàn bộ đều bị tuyết long bao phủ, trong nháy mắt biến thành băng điêu. Song, phụ thân, mau tới cứu ta. Mà yêu nhi con mắt còn trợn trừng lên, nhưng con người chỗ sâu đều là tuyệt vọng. Nàng chỉ có nội tâm không ngừng gào thét, hy vọng phụ thân nàng kịp thời đuổi tới, hy vọng kỳ tích xuất hiện phụ thân nàng chưa từng xuất hiện kỳ tích tại thời khắc này lại xuất hiện âm um, các nàng phía dưới mặt đất đột nhiên bạo liệt một cái thiên ma tộc nổ bắn ra mà ra hai tay của hắn không ngừng múa bốn phía phong vân biến sắc phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí cùng băng tuyết chi lực hướng hắn dũng mãnh lao tới hắn cũng bạo hống băng phong thiên lý tại hắn một chữ cuối cùng rơi xuống lúc một cỗ kinh khủng hàn lưu từ trên người hắn phóng thích mà ra rất nhanh quét sạch phương viên trăm dặm ngàn dặm Hàn lưu những nơi đi qua sở hữu ải nhân tộc đều bị đông cứng, đồng dạng biến thành băng điêu, núi nhỏ, thiết thụ, thạch đầu, tự liên hạ mới vết máu đều bị đông cứng. Bốn phía tại thời khắc này trở nên phá lệ yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Suy suy, lao ra tự nhiên là giang giật, hắn thả ra băng phong thiên lý về sau, cũng không có dừng lại, hắn thân thể như cuồng long hướng không minh vọt tới. Hai tay đập động cương phong phóng thích mà ra, hóa thành cương phong chi nhận, vô thanh vô tức hướng không minh hòa bên cạnh hắn hơn 10 người quấn giết tới. Hắn phi thường tinh tường một điểm, băng phong thiên lý mặc dù là ngũ tinh đạo văn, nhưng hắn nguyên lực cảnh giới quá thấp, có lẽ ải nhân tộc có thể băng phong, có thể đông kết, nhưng này ta bốn ngũ tinh cường giả lại nhiều nhất chỉ có thể đông kết hai hơi thời gian, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chém giết những người này. Mà yêu nhi bên người cũng có hai tên bốn ngũ tinh cường giả, hai hơi về sau thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đoán chừng đều có thể làm tan, thần thức cũng có thể dò xét, sở dĩ giang giật chỉ có hai hơi thời gian, lần này công kích về sau, hắn còn dám phóng thích cương phong chi nhận, tuyệt đối sẽ bị người ngờ vực vô căn cứ. Suy suy, hắn vận khí rất không tệ, cương phong chi nhận cũng quá sắc bén, Khâu minh cùng bên người hơn 10 người còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt bị cương phong chi nhận xoắn thành huyết vụ, hắn cũng đầu tiên là đem cương phong chi nhận thu hồi lại, đồng thời làm bộ giống to, lục tinh đạo văn, cách không đánh giết. Hắn giờ phút này khoảng cách Khâu minh bọn người có 3.000 trượng khoảng cách, tất cả mọi người bị đóng băng, thần thức dò xét không được, ánh mắt lại là có thể xem, sở dĩ mà yêu nhi bọn người chỉ thấy giang giật đánh ra mấy trường, cũng không có bất luận cái gì công kích hình thái, nhưng khâu minh bọn người lại nhao nhao hóa thành huyết vụ. Lục tinh đạo văn cách không đánh giết, rất nhiều người bị hù dọa, bảo hộ mà yêu nhi hai vị thiên ma tộc cường giả linh hồn vừa mới tỉnh lại, nghe được giang giật một tiếng này bạo giống về sau, thân thể dọa đến run lên, trong mắt đều là hoảng sợ, xem giang giật ánh mắt trở nên phá lệ đặc biệt. Bất quá bọn hắn cũng không muốn quá nhiều, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ mừng như điên, trước tiên hướng mà yêu nhi bay đi, đưa nàng trên người băng cứng đập nát, đồng thời đạo nhập nàng phía sau lưng một tia nguyên lực, giúp nàng thanh trừ hàn khí. Tốt, ma tinh, làm tốt lắm, mà yêu nhi đem hàn khí đuổi ra ngoài, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng đều là sống sót sau tai nạn cuồng hỉ, trong mắt nàng rất nhanh đằng đằng sát khí, nghiêm nghị quát to, ma tinh, mau đem tất cả mọi người ải nhân tộc đều cho bản tiểu thư giết sạch, sau khi trở về ta để phụ thân phong ngươi làm trưởng lão. chương 996, đổ sát, tuân mệnh, giang giật cầu còn không được, tối cường một đám ải nhân tộc bị chém giết, còn lại đều bị băng phong, cái này giết người cùng cắt rơm giả không có khác nhau, lần này ải nhân tộc thiếu tộc trưởng chết rồi, hai tộc nợ máu rốt cuộc hóa giải không mở. Hắn thân thể hóa thành tàn ảnh, trong tay một cái thánh khí trường thương xuất hiện, đột nhiên hướng phía trước đâm tới, một cỗ nguyên lực theo thương súng, bên trong bắn nhanh mà ra, sau đó hóa thành mấy vạn thương ảnh đem phía trước hơn một ngàn ải nhân tộc toàn bộ bao phủ đi vào. Phanh phanh phanh, phanh phía trước ải nhân tộc tối cường nhưng so sánh trung giai thiên quân, thân thể cùng linh hồn đều bị đóng băng, căn bản là không có cách phòng ngự cùng công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy kia mấy vạn thương ảnh gào thét mà đến, liên tục không ngừng đâm vào trên người bọn họ. Thân thể bọn họ mặt ngoài khối băng tầng tầng nổ tung, lập tức mặt ngoài thân thể làn da cũng tầng tầng bạo tạc, cuối cùng biến thành từng đám từng đám huyết vụ. Uống, thiên ma tộc hai tên ngũ tinh cường giả cũng động, trong tay hai người trường đao màu đen, hướng bốn phương tám hướng vào tới đạo đạo nguyên lực công kích, đám này ải nhân tộc bị đóng băng, biến thành bia sống quá dễ giết, tùy ý bổ ra một đao một đường thẳng người tự hóa thành cho bụi. Hôm nay tất cả mọi người muốn chết, đều phải chết. Mà yêu nhi xuất thủ, vừa rồi đám này ải nhân tộc người người đều đối nàng động tàn niệm rồi, nàng cũng cảm giác bị tất cả mọi người tiết độc, nội tâm kìm nén hỏa đâu nàng màu đen trường tiên như một cái viễn cổ hung thú cương thiết cái đuôi, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh không ngừng đánh xuống, mỗi lần đều có thể mang theo mấy chục người tính mệnh. Đồ sát, băng phong thiên lý quá mạnh, mặc dù giang giật nguyên lực cảnh giới rất yếu, nhưng đây chính là thật sự ngũ tinh đạo văn, bình thường kim cương thiên quân làm sao có thể chống đỡ được duy nhất có thể ngăn cản hơn 10 người bốn ngũ tinh cường giả đều bị giang giật cương phong chi nhận rào sát, sở dĩ những người còn lại đều không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm tan, chỉ có thể trơ mắt chờ chết thời gian một nén nhang vẻn vẹn thời gian một nén nhang giang giật cùng ma yêu nhi cùng hai tên thiên ma tộc cường giả liền đã chu diệt hơn ba người còn lại ba bốn ngàn người lùn rốt cục có một nửa người giải phong bọn hắn nhìn qua như ác ma từng mảnh từng mảnh đồ sát giang giật bốn người không còn có ý chí chiến đấu hoảng sợ hướng nơi xa bốn phía bỏ chạy ma tinh băng phong bọn hắn một cái đều đừng để bọn hắn chạy trốn ma yêu nhi khẽ kêu giang giật trong mắt lóe lên một tia lạnh ý hai tay múa dẫn dắt phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí cùng băng tuyết chi lực một cỗ kinh khủng hàn lưu lần nữa theo hắn thân thể hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới toàn trường tất cả mọi người lần nữa bị đóng băng hưu hắn rời đi ma yêu nhi cũng không xa sở dĩ tại phóng thích băng phong thiên lý về sau thân thể lóe lên ra phía sau nàng một tay vỗ đưa nàng trên người khối băng bị chấn nát tay của hắn cũng dán tại ma yêu nhi phía sau lưng rót vào một cỗ nguyên lực giúp nàng khu trục trong thân thể hàn khí a à, mà yêu nhi thân thể mềm mại tại giang giật tay dán lên sau khẽ run lên gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiển hiện hai đóa hồng vân bất quá nàng che giấu rất nhanh thân thể mềm mại trên mặt đất một điểm hướng phía trước phòng đi vù vù giang giật thân thể lóe lên ở bên cạnh hai cái thiên ma tộc cường giả phía sau lưng vỗ đem hai vị cường giả làm tan đổ sát lại lần nữa bắt đầu bốn người như bốn cái mãnh hổ xông vào bầy cừu tùy ý đổ sát bốn người cũng căn bản không cần quá mạnh chiêu thức bởi vì đối phương căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phòng ngự, tùy ý vận dụng nguyên lực công kích liền có thể rảo sát một mảnh. Lần này ải nhân tộc tới có hơn 7.000 người, vừa rồi một vòng 4 người tự chém giết hơn 3.000, lần này các loại chờ, những cái kia ải nhân tộc làm tan, đã còn lại không đến ngàn người. Lần này căn bản không cần đóng băng, bốn người nhẹ nhóm truy sát hơn 10 dặm, đem toàn bộ ải nhân tộc đều đánh giết hoàn tất. Địa ngục, các loại chờ, giang giật đem ma thiên bọn người giải phong, còn lại 30, 40 người toàn bộ hít vào mấy cái hơi lạnh, bên trong phương viên 10 dặm đều là chân cụt tay đứt, không có một cỗ hoàn chỉnh thi thể, mặt đất tuyết lớn đều bị máu tươi nhiễm đỏ, những cái kia tụ huyết lại lần nữa bị đóng băng, sở dĩ nhìn phá lệ kinh khủng. Hô hô, mà yêu nhi đứng tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh, có chút thở hồn hền, nàng hôm nay cũng giết rất nhiều người. Lần thứ nhất lớn như thế quy mô đổ sát để nàng có chút trì hoãn thẫn thờ, nàng đôi mắt nheo lại nhìn qua hướng ma thiên đi đến gian giật suy nghĩ xuất thần. Ma tinh thật là ngươi sao ma tinh. Ma thiên một đôi mắt trâu trợn trừng lên, nhìn xem giang giật là như vậy lạ lắm. Hôm nay vốn là tình thế chắc chắn phải chết, lại bởi vì giang giật một người nghịch chuyển. Người đường đệ này trước kia thực lực so với hắn còn yếu, thế mà mạnh ngoại hạng, để hắn có loại cảm giác nằm mộng. Hắc hắc, giang giật đi qua bắt lấy ma thiên long chảo, gật đầu nói, ma thiên đại ca, là ta, yên tâm đi, có ta ở đây về sau không ai dám khi dễ các ngươi. Tốt, 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 Ma thiên một đôi long chảo nắm chắc giang giật tay không chịu buông ra, không ngừng gật đầu. Còn lại thiên ma tộc thì hâm mộ nhìn qua ma thiên, cuộc chiến hôm nay giang giật cư công trí vĩ, không nói giết chết nhiều như vậy ải nhân tộc, liền nói cứu được ma yêu nhi đây cũng là một cái công lớn, mà lại hắn thực lực như thế cường hãn, sau khi trở về một cái trưởng lão là không thiếu được. Thần nữ, đi thôi, về trước thiên ma sơn lại nói. Một tên ngũ tinh cường giả đi đến ma yêu nhi bên người nhỏ giọng nói, một người khác cũng gật đầu nói, không sai, thần nữ đi về trước đi, vạn nhất ải nhân tộc còn có mai phục tựu nguy hiểm, báo thù sự tình trở về bẩm báo tông chủ lại nói. Không nói cái này mà yêu nhi không có việc gì, nói chuyện lập tức tức giận đến gương mặt xinh đẹp rét lạnh, oán hận nói ra, hừ hừ, không minh lần này bố cục cầm ta, mà tuyết bọn người toàn bộ chiến tử, nếu không phải ma tinh chúng ta tai kiếp khó thoát, sau khi trở về ta nhất định triệu tập đại quân san bằng ải nhân tộc. Đi, mà yêu nhi vung tay lên, hai tay biến thành một đôi tuyết trắng long trảo thân thể hướng phía dưới phóng đi, ma thiên cùng giang giật bọn người vội vàng đi theo, những người còn lại thì đi theo phía sau bọn họ. Kia hai tên cường giả cũng đều quay đầu hướng giang giật nhìn một cái nhẹ gật đầu, trong mắt đều là vẻ cảm thích. Một đám người trầm mặc tiến lên, giang giật bắt đầu cùng ma thiên truyền âm hỏi thăm tình huống, hắn cũng không muốn bị ma yêu nhi liên lụy, nếu là tình huống không đúng, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp thoát đi. Hỏi thăm một phen, hắn cũng đại khái giải, trong khoảng thời gian này đến hai tộc ma sát không ngừng, ở bên ngoài tao ngộ thì tất chiến, thiên ma tộc tộc trưởng ma thần bởi vì sợ ma yêu nhi đi loạn bị chặn giết, sở dĩ đóng nàng nửa năm, gần nhất mới phóng xuất. Cái này ma yêu nhi trời sinh liền là một cái hỗn thế ma vương, không ngồi yên chủ, vừa ra tới nghe được gần nhất thiên ma tộc tổn thương không ít, lập tức mang theo một ngàn người chuẩn bị đánh giết một chút ải nhân tộc ra một hơi. Không nghĩ tới bên trong ải nhân tộc ngưu kế, bị dụ địch xâm nhập đi tới kẻ bên này, kết quả tao ngộ không minh phục kích. Nếu không phải Giang giật sợ là phải bỏ mạng ở đây. Khâu Minh đều đã chết, sẽ không có mai phục A. À. Giang giật âm thầm thở dài một hơi, cũng có chút kích động lên, Khâu Minh cũng không so với lần trước giết cái kia ải nhân tộc thiếu gia, vị này chính là ải nhân tộc thiếu tộc trường, địa vị so với hắn tam thúc khâu âm còn cao hơn. Lần này Khâu Minh chiến tử, ải nhân tộc tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù, hắn cũng có thể lợi dụng thiên ma tộc hủy diệt ải nhân tộc. Diệt ải nhân tộc, ta chỉ ít có thể đi gặp mặt thiên ẩn tông tông chủ, cũng có thể nhìn một chút như tuyết. Giang giật dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, như tuyết, chờ ta. Ta nhất định sẽ đưa người cứu trở về, nhất định. chương 997, thật can đảm, một đường hành tẩu, một mực rất là yên tĩnh, không còn có ải nhân tộc theo đuổi giết, đi lại cả ngày, đến vào buổi tối, mà yêu nhi hạ lệnh nghỉ ngơi một đêm. Trong đêm rất là an toàn, ngoại trừ thiên ma tộc bên ngoài còn lại chủng tộc gần như không thế nào hành tẩu, mọi người an toàn có cam đoan. Mà yêu nhi bọn người bị dụ địch xâm nhập, truy kích hai ngày hai đêm, sau đó lại thảm tao phục kích, hơn một ngàn người hơn phân nửa bị giết, các nàng lại bị truy sát vạn lý, đằng sau nếu không phải giang giật sớm đã bị giết, các nàng cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt, nơi này cách khai thiên ma sơn không đến hai ngày lộ trình, mọi người treo lên tâm cũng buông xuống hơn phân nửa. Lòng đất trong thông đạo, không có một tia sáng, một đám người chia làm ba đám ngồi trên mặt đất, hai tên trưởng lão vây quanh ma yêu nhi ngồi ở một bên, giang giật cùng ma thiên ngồi cùng một chỗ, còn lại thiên ma tộc thì không dám tới gần ma yêu nhi cùng giang giật bên này, chỉ là không phải hướng bên này len lén liếc bên trên một chút, đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt. Giang giật rất bình tĩnh, vào ban ngày hành tẩu lúc cũng phong khinh vân đạm, căn bản không có lập công lớn đắc chí, cũng không có tuổi còn trẻ trở thành cường giả tuyệt đỉnh ngạo khí, cái kia đen nhánh không tính trên mặt anh Tuấn từ đầu đến cuối giếng nước yên tĩnh, tựa như một cái khám phá thế gian hết thảy xế chiều lão giả, loại lòng dạ này cùng khí độ để hai tên ngũ tinh cường giả trưởng lão đều âm thầm kinh ngạc. Ma Thiên cũng rất kinh nghi, Giang Giật Khí chất cùng trước kia cải biến nhiều lắm. Loại kia cường giả bản năng bộc lộ lạnh nhạt, loại kia đồ sát mấy ngàn người mặt không đổi sắc lạnh lùng, loại kinh nghiệm này sóng to gió lớn bình tĩnh. Lúc trước Ma Tinh làm sao đều có được không được, không bằng hắn tính cách tùy tiện, nội tâm đều bị Ma Tinh lập công lớn, bọn hắn nhất mạch sẽ phi hoàng đằng đạp vui sướng tràn ngập, cũng liền không thèm suy nghĩ quá nhiều. Giang Giật Khí độ cũng hấp dẫn mà yêu nhi chú ý. Mà yêu nhi xuất thân cao quý, thấy qua nhiều lắm đại nhân vật cùng tuyết vực thanh niên Tuấn Kiệt. Tăng thêm nàng là nữ tử, đối tuổi trẻ nam tử hội càng đang để trong lòng một chút. Lần trước tại thiên ma dưới núi, nàng đã cảm thấy giang giật có loại khí chất đặc biệt, sau lần này đối giang giật hiếu kỳ cảm giác sâu hơn. Một cái tuổi trẻ thiên ma tộc tộc nhân, trước kia không có tiếng tăm gì, đột nhiên quật khởi, mà lại thực lực cường đại đến đáng sợ, cái này không khiến người ta hiếu kỳ cũng khó khăn. Nàng liếc qua yên tĩnh ngồi xếp bằng giang giật, hướng bên cạnh một tên trưởng lão truyền âm nói, ma kỵ trưởng lão lần trước để ngươi điều tra cái này ma tinh, nhưng có vấn đề không có vấn đề gì, trưởng lão kia cũng hướng giang giật nhìn thoáng qua truyền âm nói, ma tinh gia gia đã từng vẫn là trong tộc chiến đường một tên đại thống lĩnh chiến công chắc tuyệt, phụ thân hắn cùng đại bá đều chết trận, mẫu thân tại năm thứ hai cũng chết bệnh, ma tinh là một đứa cô nhi, sở dĩ tính cách có chút quái gở cùng trong tộc con em trẻ tuổi đùa không tới trước kia một mực không lộ liễu bí ẩn không nghĩ tới vẫn giấu kín thực lực thế mà cả mộ một cái ngũ tinh đạo văn cùng một cái lục tinh đạo văn tiểu tử này nếu có thể tiếp tục trưởng thành tiếp thành tựu không thể đoán trước a à. lục tinh đạo văn đúng rồi mà yêu nhi nhớ tới giang giật chém giết khâu minh cùng ải nhân tộc một đám cường giả thần thông đầy mắt kinh nghi truyền âm nói mà kỵ trưởng lão người có nghe nói qua cách không đánh giết cái này lục tinh đạo văn ta làm sao chưa từng nghe nói a à. ta cũng chưa nghe nói qua mà kỵ mơ hồ mở chừng hai mắt nói thiên địa hảo hán khắp nơi đều là pháp tắc cùng áo nghĩa, đạo văn cũng rất nhiều rất nhiều, rất nhiều cao thâm huyền diệu đạo văn có lẽ trong lịch sử không ai cảm mộ thành công qua, mà tinh có thể cảm mộ cũng không phải quái sự, kia càng nói rõ hắn là tuyệt thế kỳ tài. Lần này sau khi trở về, nhất định bẩm báo tông chủ hảo hảo bồi dưỡng một phen. Tuyết vực gần ngàn cái thượng cổ di tộc, một mực ỉ vào bản tộc thần thông cùng đặc kỹ, lại không để mắt đến đạo văn cảm mộ, thật tình không biết cảm mộ đạo văn mới là vương đạo, cái này ma tinh tuổi còn trẻ, lại hiểu tu luyện chân lý A. À. Mà yêu nhi một đôi mắt to hiếu kỳ hướng giang giật liếc mấy cái, dừng một chút đột nhiên đứng lên hướng giang giật đi đến, đi đến trước mặt hắn lúc này mới hở hững nói ra, ma tinh, người đi theo ta. Giang giật khe khẽ thở dài, mà yêu nhi cùng hai tên trưởng lão một mực tại nhìn hắn, hắn lại làm sao không biết hắn cũng biết khẳng định có người sẽ đối với hắn có chút hoài nghi, dù sao nguyên bản ma tinh thực lực thật quá thấp, hắn quật khởi quá nhanh quá nhanh, không ai hoài nghi kia mới gọi kỳ quái đâu vâng thần nữ hắn chuẩn bị mượn nhờ thiên ma tộc lực lượng hủy diệt ải nhân tộc tự nhiên không dám đắc tội tiểu ma nữ này thành thành thật thật đứng lên đi theo ma yêu nhi hướng phía trước thông đạo đi đến hai người rời đi mọi người đã tới một cái sơn động nhỏ sau mới ngừng lại được ma yêu nhi đi tại phía trước đột nhiên quay đầu lại kinh ngạc nhìn qua giang giật không nói một lời giang giật hơi có chút xấu hổ lại chỉ có thể khoanh tay cúi đầu không dám cùng ma yêu nhi nhìn thẳng ma yêu nhi nhìn giang giật một trận Lúc này mới khóe miệng cong lên một cái đường cong, vỉnh lên cái mũi nói ra, Ma Tinh, ngươi làm sao dáng dấp xấu như vậy a? À? a, à, Giang giật không nghĩ tới Ma Yêu Nhi nhìn nửa ngày lại biệt suốt một câu nói như vậy, hắn còn tưởng rằng Ma Yêu Nhi biết hỏi thăm hắn tu luyện sự tình, vừa rồi hắn một mực đang nghĩ lấy giải thích thế nào, lại không nghĩ rằng Ma Yêu Nhi thế mà hỏi cái này dạng một cái kỳ quái vấn đề, nữ nhân tư duy quả nhiên không thể theo lẽ thường suy đoán. Ma Tinh tướng Mạo Kỳ thật cũng không tính quá xấu đương nhiên cùng ma yêu nhi bắt đầu so sánh vậy liền không tính anh tuấn Giang giật cũng lúng túng sở lên cái mũi có chút vô tội nói ra thân thể tóc ra bị cha mẫu xấu xí vậy cũng không phải lỗi của ta a à. phốc phốc ma yêu nhi chưa từng nghe nói dạng này lời nói dí dỏm bị chọc cười nàng trợn trắng mắt liếc mắt nhìn nhìn qua giang giật nói ma tinh lần trước ta bổ ngươi một roi ngươi làm sao không hoàn thủ a à thực lực ngươi như vậy cường đại vì sao muốn giấu giếm ngươi còn hận ta sao không nói cái này Giang giật còn chưa tới khí, bất kỳ người nào vô duyên vô cớ bị đánh một roi cũng sẽ nén giật. Giang giật tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt, hắn xem xét mà Yêu Nhi một cái nói, ngươi là cao cao tại thượng thần nữ, ta ma tinh từ nhỏ đã là không có cha đau không có mẹ yêu cô Nhi, ta làm sao dám hận người giấu giếm thực lực cái này không trách ta à của ta băng phong thiên lý mới cảm ngộ không bao lâu, của ta nguyên lực cảnh giới xác thực mới thiên quân tứ trọng, ngươi cũng không phải dò xét không được. Mà yêu nhi bị nói đến gương mặt xinh đẹp đỏ tươi, nàng không bao giờ cũng không có suy nghĩ cái kia lục tinh đạo văn cách không đánh giết có chút áy náy nhìn qua giang giật nói thật xin lỗi ma tinh nhân gia không phải cố ý ai ai bảo ngươi như thế nhìn chằm chằm nhân gia xem đâu không được giang giật nhìn qua ma yêu nhi thẹn thùng dung nhan nhìn qua nàng trong con ngươi vẻ khác lạ nội tâm dâng lên một gỗ bất an cái này ma yêu nhi tựa hồ đối với hắn có một tia hảo cảm đây cũng không phải là điểm tốt hắn phi thường tinh tường thiên ma tộc tộc trưởng ma thần tựu ma yêu nhi một cái độc nữ, vị này chính là thiên chi kiêu nữ A. À. Không nói tuyết vực rất nhiều đại tộc thiếu tộc trưởng nhìn chằm chằm, liền nói bản tộc những cái kia thực quyền trưởng lão nhi tử các cháu, thế nhưng là từng cái đều hy vọng đem đóa này hoa tươi lấy xuống. Hắn một khi cùng ma yêu nhi đi được gần hết thảy, tuyệt đối sẽ bị bốn phương tám hướng minh thương ám tiến phá tan thành từng mảnh, thân phận cũng rất có thể bại lộ. Đến lúc đó hắn lại chỉ có thể đơn độc đối mặt ải nhân tộc, lần này cố gắng sẽ giao chi đông lưu sở dĩ hắn đôi mắt nhất chuyển, trong con người lộ ra một tia tham lam cùng phóng túng tà, nhìn chằm chằm ma yêu nhi trước ngực cao thẳng, khóe miệng cũng lộ ra tà mị nụ cười, cười hắc hắc nói, thần nữ thế nhưng là nhân gian tuyệt sắc, là cái nam nhân đều sẽ động tâm, sở dĩ cái này không thể trách ta à, chỉ đổ thừa dung mạo người quá mê người. Thật can đảm, ma yêu nhi bị giang giật vô lễ làm cho vừa thẹn vừa giận, trong tay một cái roi lấp lánh mà ra, liền muốn hướng giang giật đánh xuống. Bất quá lần này Giang Giật cũng không dự định vô ích bị cái này một soi, hắn thân thể hướng về sau mặt lặng yên thối lui, u lãnh thanh âm truyền đến, thần nữ lại muốn đánh người sau đêm đã khuya, thần nữ vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, thuộc hạ cáo lui. Ngươi, Giang Giật thanh âm đột chi lúc nào tới lạnh lùng, rút đi đến như thế quả quyết, để ma yêu nhi có chút luống cuống, roi trong tay cũng ngừng lại. Nàng nhìn qua Giang Giật như kiếm bóng lưng, xinh đẹp đôi mắt tại đen nhánh trong sơn động chuyển động không ngừng, trong con ngươi đều là vẻ phức tạp tựa hồ có chút xem không hiểu, giang giật đến cùng là thế nào một người. chương 998, giết người này, nghỉ ngơi một đêm, hừng đông thời gian mọi người lần nữa bắt đầu đi đường, rời đi thiên ma sơn càng đến càng gần, mọi người cũng đều an tâm xuống tới. Dầm dầm dầm, nhưng bôn tẩu đại nửa ngày, phía trước thế mà truyền đến rất nhỏ mặt đất chấn động âm thanh, đem mọi người dọa đến sắc mặt lộn xộn biến, mà kỵ lỗ tai dán tại dưới mặt đất, cẩn thận lắng nghe xa xa chấn động về sau. Trong mắt hàn quang lấp lánh quát khẽ thần nữ, là người của chúng ta cùng ải nhân tộc tại khai chiến, nhân số hẳn là đều tại ngàn người phía trên. Giết, mà yêu nhi nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên rét lạnh, trong tay roi xuất hiện, hai tay cũng thay đổi thành một đôi tuyết trắng long chảo, nàng khẽ kêu một tiếng cái gì đều không quan tâm hướng phía trước tiêu xạ mà đi. Đi, ma kỵ cùng một bên khác trưởng lão vội vàng đuổi theo, ma kỵ còn nhìn thoáng qua giang giật truyền âm nói, ma tinh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, yên tâm, lần này trở lại trong tông người cống hiến ta sẽ như thực báo cáo, ông chủ cùng trưởng lão Đường khẳng định hội trùng điệp phong thưởng ngươi. Phong thưởng? Giang giật đôi mắt sáng lên, thường hắn không thèm để ý, phong cũng rất thích. Hắn không cần đến gần Ma Thần thu hoạch Thiên ẩn tông địa chỉ, nhưng có thể tại Thiên Ma tông bên trong thu hoạch được cao vị, về sau đem có thể bốc lên cùng ải nhân tộc càng nhiều phân tranh, mượn Thiên Ma tộc hủy diệt ải nhân tộc. Ma Thiên đại ca, chế chút các ngươi đều dưới đất đừng lên đi, nếu không các ngươi hội lần nữa bị băng phong. Chờ ta sau khi rời khỏi đây, các ngươi tùy thời mà động giải cứu tộc nhân. Giang giật một bên hướng phía trước lao nhanh, một bên bàn giao, mà thiên cùng những người còn lại liên tục gật đầu, bị đông cứng thành băng điêu tư vị cũng không tốt bị, ai cũng không muốn lần nữa bị đóng băng. Mọi người một đường lao nhanh, chỉ là bôn tẩu hơn 10 dặm giang giật tự dò xét đến phía trước tình hình chiến đấu. Thảm liệt, hai tộc người không phải ngàn người trở lên, mà là ít nhất đều đạt đến 5 ngàn người, giờ phút này song phương đều chết trận một nửa người tả hiếu, bất quá rất rõ ràng ải nhân tộc chiếm cứ thượng phong. Ải nhân tộc thời khắc này bốn ngũ tinh cường giả ít nhất có 30 người, bọn hắn tuyết long đều rất khủng bố, có thể đem thiên ma tộc cường giả đông kết, thiên ma tộc bên này là chiến cũng không phải, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Ma kỵ trưởng lão, ta đi ra ngoài trước, chờ ta thả ra băng phong thiên lý, đóng băng bọn hắn cường giả, các ngươi lập tức ra ngoài đánh lén đánh giết. Ta rất khó đánh giết bọn hắn cường giả, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Giang giật truyền âm qua cho Ma Kỵ, cái sau hơi nghi hoặc một chút quét tới một chút Giang giật không phải còn có một cái lục tinh đạo văn cách không đánh giết sao khâu minh cùng hơn 14 ngũ tinh cường giả không phải liền là hắn đánh giết sao vì sao sẽ rất khó đánh chết. Giang giật tự nhiên có thể nhẹ nhóm đánh giết, bất luận là thần âm thiên ký hay là cương phong chi nhận lôi đình chi nộ đều có thể đơn giản đánh giết, nhưng hắn không thể phóng thích, nếu không sẽ bại lộ thân phận, lần trước phóng thích cương phong chi nhận là bởi vì ma kỵ mấy người cũng bị đóng băng. Hắn lần nữa truyền âm giải thích nói, trưởng lão, của ta nguyên lực cảnh giới quá thấp sở dĩ cách không đánh giết trong một tháng chỉ có thể phóng thích một lần, nếu không sẽ phản phệ. Ma Kỵ bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói là là người tuyệt đối đừng phóng thích, phản vệ liền phiền toái. đi chúng ta phối hợp ngươi, trước tiên đem bọn hắn cường giả xử lý. Ma Kỵ cùng còn lại người trưởng lão kia, mà yêu nhi truyền âm về sau, lần nữa hướng Giang Giật nhẹ gật đầu, biểu thị bọn hắn chuẩn bị xong. Giang Giật thân thể đột nhiên gia tốc, theo phía trước một cái lối đi hướng lên trên uổng phí phóng đi. ầm. Um, bên ngoài đã nổi lên tuyết lông ngỗng cửa thông đạo đều bị băng tuyết che giấu giang giật thân thể phóng đi gây nên băng tuyết nổ lên bên cạnh một tên người lùn bị giật nảy mình thân thể cấp tốc lui lại coi là giang giật muốn tới đánh lén hắn suy suy giang giật cũng không có thời gian đi quản ải nhân này hai tay của hắn múa hấp thu phạm vi ngàn dặm nguyên khí cùng băng tuyết chi lực một cố kinh khủng hàn lưu rất nhanh theo bên cạnh hắn hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới đem phạm vi ngàn dặm sở hữu người sống đông kết phanh 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 giang giật khống chế hàn lưu những cái kia hàn lưu cũng không có hướng dưới mặt đất xuống mãnh lao tới sở dĩ người phía dưới mặc dù cảm giác lạnh lẽo thấu xương nhưng đều không có bị đông cứng Mà yêu nhi mà kỵ bọn người nổ bắn ra mà ra dưới mặt đất còn có rất nhiều thiên ma tộc bắn nhanh mà lên mà kỵ ma yêu nhi rõ ràng cho bọn hắn ra lệch lao ra mấy trăm người đều riêng phần mình hành động chết ma yêu nhi cùng tất cả cường giả phân biệt đối mặt một cái ải nhân tộc cường giả những người còn lại thì đem những cái kia bị băng phong thiên ma tộc trên người hàn băng đập nát, đem bọn hắn toàn bộ kéo đi dưới mặt đất. Phanh phanh phanh, ải nhân tộc cường giả đều bị đóng băng, biến thành bia sống, mặc dù băng phong thời gian chỉ có hai hơi, nhưng cũng đầy đủ thiên ma tộc cường giả phóng thích công kích. Cường giả so chiêu thường thường có thể tải thoáng qua thời gian định sinh tử, mà yêu nhi ma kỳ tăng thêm nơi này thiên ma tộc cường giả hết thảy 13 tên cường giả xuất động, mỗi người tìm một mục tiêu, toàn bộ thả ra công kích mạnh nhất, cũng không có người nào tuột tay, bị công kích 13 người một kích chí mạng. a à đây là thần thông gì? Giết người này, công kích, không giết người này, hôm nay tất cả chúng ta đều phải chết. Hai hơi thời gian qua đi, ải nhân tộc còn lại hơn 10 người cường giả giải phong, toàn bộ ánh mắt khóa chặt giang giật, trong mắt đều là sợ hãi cùng nổi giận. Bọn hắn phi thường tinh tường, nếu không chém giết giang giật, còn lại hai ba ngàn người lùn đều muốn trưởng lưu nơi đây, liền bọn hắn như thế cấp bậc cường giả đều có thể băng phong, còn lại cấp thấp người lùn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết suy suy hách hách